Alo mọi người. Bạn nói chuyện mới bạn nghe à? Hay quạt gió quạt số mấy nha? Mai cúp điện á. Ừ. Ờ thông báo cúp điện á, chứ giờ tao cũng bệnh chứ đừng tao cũng dán lên là đây nè. Ok, trả tiền đây. Rồi, 115 ngàn. Rồi, đây. Bao luôn phải không? Bao luôn phải không? Cái ốc tiêu rồi, nó lấy bán rồi, cái ốc tiêu ốc đưa đi. Hả? Đây. Ừ. Hello chị Lợi Nguyễn. Hello mọi người. Yêu thương chia sẻ like cho em hộ em á chị ơi. Rồi cảm ơn con. Hello hello mọi người. Dạ rồi. Hồi sáng thì đơn đã đi hết trơn rồi mọi người, nghe đáng lẽ ngày mai em mới like mấy chị nha. Mà tại vì ngày mai á nghe nó cúp điện. Có nghe bên em xe tơ hoa nghe chị Phương Pháp Nguyễn hay bên em ra xe tơ hoa. Rồi gửi hiền chưa? Dạ gửi rồi hết rồi mọi người nha. Rồi mấy chị ơi, bữa nay em xe tơ hoa mọi người nha. Bộ đăng mặt mới lên luôn mấy chị nha. Rồi mọi người. Đi hết trơn rồi mọi người, nghe đắng hẹn rồi mọi người. Mọi người cho em xin nước chia sẻ mọi người nghe mấy chị nha. Cái lô này em mới về mà chương trình tặng luôn mọi người nha. Tự nhiên mấy chị gái nha, bữa đêm nay ngủ không được với lý do mọi người nha. Ủa giật mình. Giật mình là bữa nay đã là ngày 19 tháng 11 rồi mọi người nha. Ừ. Bởi em mặc là quần dài nha chị Trang Lê, chắc khỏe là tơ hoa nha mọi người nha. Đây mấy chị nè, quần dài, cái này tơ hoa này mọi người thấy bạn ngon mới bạn được nha mọi người nha. Thấy bạn ngon mới bạn được nha mấy chị gái nha. Đẹp cực kỳ mọi người nha, cái này có size từ 45 tới 75kg luôn mọi người. 45-75kg bằng vừa. Rồi tối nay là siêu xả cho mọi người luôn nha. Rồi mấy chị ơi, mỗi người cho em xin nút chia sẻ nha mọi người nha. Hello chị Quyền Nguyễn nè. Đó, tính ngày mai mới like mấy chị gái nha, mà nghe đồn ngày mơ cúp điện. Gia đồng mơ cúp điện. Bây giờ dội mới like. Chứ hồi chiều bữa nay Long thể bất an mọi người. Bữa nay Long thể bất an mấy chị ơi, sống giờ là hồi chiều giờ là chiều giờ muốn đau. Rồi xả tùm tùm xả từ đưa mọi người nghe, xả áo xả quạt luôn mấy chị nha. Ừ. Rồi tao không like ban ngày ban đêm luôn nha chị Phương Phạm ơi, mà đa số like ban ngày. Đa số like ban ngày nha chị nha. Nhỏ là lấy đôi chai viêm thon vậy nha. Hello Thúy Thanh, hello chị Ngọc Quỳnh Ngọc Linh. Rồi để không mất thời gian có mọi người nha. Rồi bộ đăng mặt bây giờ em sẽ share cho mấy chị nè ha. Bộ này mấy chị gái nghe, em mới nhập lâu này mấy chị gái nha. Rồi em cảm ơn chị Lam Hồng, cảm ơn chị đẹp gái nè. Rồi chị hả chị Nhung, rồi ơi sorry chị nha, vậy là mấy bạn quên rồi, mấy bạn quên rồi. Chạy cái gì mua đăng xàm em nha. Ừ. Đồ ngủ bây giờ nó dài có luôn. Ừ. Áo khoác có luôn, beo còn luôn. Rồi hello mọi người nghe mấy chị ơi, để không mất thời gian mấy chị nha. Rồi bỏ mặt mấy chị gái nha, tao hoa bữa nay siêu đẹp luôn, em sao cho mấy chị giá cực kỳ luôn mấy chị gái nha. Không bao giờ có giá thì lần thứ hai mọi người nghe thầy cừ luôn. Đồ sau lưng bộ bao nhiêu? 75 ngàn. 75 ngàn nha mấy chị nha. Rồi xem mấy chị bao nhiêu mấy chị gái nha, 99 ngàn. Tơ hoa mấy chị ơi, hàng xịn luôn. Bình thường em Hương bán bộ này là 100 mốt không nha. Mà lâu này mấy chị gái nha, người ta xem sale theo mấy chị gái nha. 99 ngàn một bộ. Rồi chế nào chốt comment mọi người nha. 70-75 cái bằng dừa. Nè số 5 mấy chị gái nha, trong cái cây nữa lộn xộn nha. Thì hôm nay lộn xộn nha. Rồi lấy comment mấy chị ơi, mã 1 giùm em 99 ngàn. Nè là tối Phước Văn, quên nữa rồi, bà Phước Văn vô ngày khúc này im nè. Tơ hoa hàng sale luôn, mới về. Bà này bà sale rằng bà đi nghỉ đẻ nghe, bà Thí Văn nè. Lộn Thí Văn ơi, 99 ngàn à. Rồi mấy chị gái nghe, 45 đổ lên nè, 55 cái lời dừa. Rồi mã 2, hello chị Dung Thầy.
mã 2 mọi người ơi, em lấy 2 comment 2 giùm em. 45 đổ lên nha. 55 cái là vừa mã 2, em mặc là tơ hoa nha mọi người nha mấy chị ơi, tơ hoa CL dễ thương mấy chị nha. Giá 99.000. Dạ. Bữa nay em ra tối mọi người nghe, tại ngày mưa nhà em cúp điện. Rồi từ từ lên nha, như với Lâm ơi, tối nay cái gì cũng có hết trơn mọi người nghe, mọi người muốn mua cái gì cũng có hết trơn. Rồi mã 2 giùm em. 45 55 cái đẹp mã 2. Còn chị chết cha, giờ này nó dẹp trà hết trơn mọi người nghe, biết sao không, nhà em không để chợ ngoài được. Ừ. Còn nha, chị lấy bao nhiêu hộp cũng có nha. Rồi, ok chị Hồng Hoàng. Rồi ok chị Hồng Hoàng 10 hộp trà. Còn à, xong làm tí có người chiêu nha. Có hết luôn mọi người. Đó. Rồi thả xin thả like mọi người nha, em hôn xe với chị nè. 99.000 tơ hoa hàng tiện nha. Mọi người tranh thủ mua mọi người ha. Ừ. Chị lấy sau lưng cho em coi, lấy sau lưng là cái gì. Ừ. Rồi ok, chút xíu em lên cho chị ha. Rồi mấy chị gái nha, nè, quá đẹp luôn. Rồi 58 đủ lên, 63 là dừa. À thích bạn ngơm thì 65. Chị nào thích bạn ngơm 65 mọi người nghe, mã 3 mấy chị ơi, 99.000. Thả tin thả like, bạn C5. Chị Lê Phúc bạn C5 nha. Ừ. Rồi bộ mã 10 quần ngang gói đợt trước. Bộ mã 10 quần ngang gói đợt trước là gì chết. Ừ. Rồi mã 3 mọi người, 58 đủ lên nha. 63 là dừa, thích bạn ngơm 65 mới chơi mã số 3. Rồi cho lấy 3 comment 3 mọi người nghe, 99.000 tơ hoa mọi người ơi, siêu đẹp giùm em nè. Rồi đó, chị Nguyễn Tiền cậu đang mặc cái mẫu mã 1, chị Nguyễn Tiền gạch giá Kiên Giang, muốn nhận hàng phải lọc, muốn mua phải cọc cạn mới được nha, tại chị có một đơn hàng bên em được. Ok thôi chị ha. Rồi bộ đang mặc có bán luôn chị, 99.000. chị Minh coi bộ đang mặc là size nhỏ ngay cục vàng ơi, 55 quầy lại nha, 55 đổ lại nha. Ừ. Rồi 45 đổ lên nè, 55 56 lì dừa. Rồi chốt mã nha mọi người ơi, có 99.000 quá chị ơi, tô hoa đêm nay là đêm bùng nổ nha. Rồi ok nè. Chị Nguyễn Thảo Nguyễn ơi, chị lấy hai trà gì á? Ơi kêu anh ba mẹ trước đem trà vô nha. Ở trước còn còn không trà nữa. Rồi chị Quỳnh Kiều ba hộp trà luôn nè, chị Quỳnh Kiều ba hộp trà luôn. Ok chị nha. Rồi mọi người ơi, trà đen trà xanh nãy giờ em quên mọi người nha, tại nhà em để trà mà em được. Rồi 45 đổ lên, 55 lấy dừa. Rồi chị Ngọc Hương ơi, lựa tơ hoa luôn nè, đêm nay là siêu rẻ mọi người nha. Chỉ một đêm duy nhất tơ hoa bán 99.000 mọi người nha. Rồi mã 1 là xe máy rồi nha, mã 1 là xe 5 đang nghe chị Nguyễn Tiền ơi, bà mua bà bán rồi bạn. Đây mấy chị ơi, trà 40.000 hộp nha, bán trà ngày nhà em ngày nào cũng có hết trơn mấy chị nha. Rồi chị Nguyễn Hạnh ơi, nhiều khi like qua nó hết rồi chị yêu nha. Rồi 45 55 cái bằng dừa. Rồi cháu em mã mấy này? Rồi mã 4 mới chơi, mã 4 giùm em. Mã 4 rồi chị ha. Không chị, cái này không phải sỉ 90 nha mọi người nha. Cái này em xả 99.000, sỉ giảm 7.000 nha chồng Nguyên Anh ơi. Rồi 55 60 kg bằng dừa. Rồi mã 5. 55 60 kg bằng đẹp mã 5 mọi người nha. À, lấy 5 chút 5 mọi người nha. 55 60 kg bằng dừa mã 5. Rồi ok chị Hồng Hoàng. Áo khoác hả, chị mua áo khoác có nón thì không nón chị nha. Rồi mấy chị ơi đẹp ghê nè. Rồi 55 60 kg bằng đẹp mọi người nghe, mã 6. Áo sơn lưng 125.000 chị Châu Nguyễn ơi. Áo shop mọi người nghe, áo bán áo Xuân Nam đâu bán shop hàng shop không à. Rồi thả tin thả like sao lai chim hộ em mọi người nha. Rồi ok đúng rồi. Trà nấm xanh này chị nào nè đang bị tình trạng mất ngủ mọi người nghe, uống cực kỳ hay im luôn. Uống cực kỳ luôn mọi người nghe, mấy chị uống trong vòng 2 ngày mấy chị nghe là mấy chị ngủ cực kỳ ngon. Ngày mới rồi em khôi muốn nè, mấy giờ em không muốn mọi người nghe, bằng ngày nay em bị mất ngủ nè. Rồi trà đó hả chị, trà này là trà gạo lứt xạ đen và ngũ cốc tâm sen chị ơi, giúp chị an thần dễ ngủ nha. Đào thải độc tố đào thải mỡ nghe, cực kỳ im luôn nghe, chị đừng gọi tên em ơi. Rồi 55 60 kg bằng dừa. Rồi mã 6 mấy chị nghe, trời bộ não đẹp hết trơn mấy chị nha. 55 60 kg bằng đẹp mã số 6 rồi nha, tơ hoa mà xe có 99.000 thôi mọi người ơi, cho thủ mua. Mã 4 là xe máy hôm nay. Rồi ok, mã 4 xe 56 cái dừa đó cô bé ơi. Rồi 6 chị Hồng Nguyên Anh ok. Cái này xài xỉ em giảm được 7.000 đó chị nha. Rồi 6 hết rồi chị nha. Rồi 65 70 kg bằng đẹp mã 7. Sao này 65 70 kg bằng đẹp mã 7 mọi người nghe, tơ hoa siêu đẹp mọi người nghe, 99.000. 65 70 kg bằng đẹp mã số 7 giùm em. Thả tim thả like giùm em mọi người nha. Chị Cẩm Yến Nguyễn hả? Cẩm Yến Nguyễn hình như em nhớ
Hình như đi gọi chị ơi. Bên em chút gọi đi gọi nghe cục vàng nha. Rồi mã 61 nha mọi người nha. Ừ. Rồi ok Nguyễn Thảo Nguyễn nha. 7 giờ Nguyên Anh ok. Rồi ok chị Trọng Nghĩa. Rồi mấy chị yêu nha. 58 nó lên nha, 63 lại mấy chị bằng vừa. Rồi mã 8 mấy chị ha, mã 8 giùm em. Ồ ồ đẹp quá mọi người ơi, tranh thủ mua. Rồi lấy 8.8 mọi người nha. Dạ chà 40.000 nha, chị đừng gọi tên em ơi. 40.000. Hàng sale chứ nhiều khi lỗ tiền bọc nữa mấy chị. Rồi 60 đổ lên, 65, 67 là vừa chín mấy chị ha. Mã 9 giùm em nha mấy chị ơi, 9. Rồi cô bé. Cô bé lấy cô bé nãy hỏi là cái mã cô bé hỏi mã gì ta? Cô bé comment mã chị coi con. À mã 4. Mã 4 cho cô bé. Còn nghe chị Liên Lê ơi. Ừ. Rồi 60 đổ lên, 65, 67 là vừa. Bé này. Rồi mã 9. 60 đổ lên, 65 cái bằng vừa mã 9 mọi người, 9 giùm em. Ừ. Vài bữa nữa em đặt hai hộp vàng nó xanh. Ok. Ok cục vàng nha. Ok bóng ngăn nè. Rồi 45 đổ lên. 55 cái là giờ mã 10. 10 giùm em mọi người, ai lấy 10 chốt 10 mọi người ha. 45 đổ lên. 55 56 là giờ mấy chị ơi, 10. 10 10 mấy chị. Có nha. Có 70 kg luôn chị ơi. Ừ. Áo thân nam chị mua size nhiêu ký nhiêu tuổi chị thấy rõ rồi. Áo thân nam thân lần chị mua nhiêu ký nhiêu tuổi em kiếm xuống lấy. Bà đâu đóng cửa vậy nè. Ừ, cái bà đâu mở cửa đi. Mở rồi. Quần có túi hết trời. Bộ nào quần cũng túi sâu cực kỳ sâu nghe. Hàng này hàng thiết kế nha chị Kiều Trăng Quang ơi. Hàng thiết kế chị, hàng thiết kế thì đều có túi hết nha chị nha. Rồi ok để em hiếm rồi nha. Ok, lấy hai cái lông nam sau lưng màu tối, 75 kg chị Châu Nguyễn, cảm ơn chị nè. Rồi 55-60 kg bằng đẹp mấy chị yêu nha. 11 con này. 55-60 kg bằng đẹp 11, 99.000 mọi người, tranh thủ mua mọi người á. 11, gửi luôn hỏi gọi chị Châu Nguyễn, cảm ơn chị. 55-60 kg bằng giường 11 á chị. Có lẽ mời cái like mọi người nghe thật sự luôn, người này muốn đau. Mà tại mời cấp điện. Rồi 55-60 kg bằng giường 12. 67 tuổi 60 kg. Ây à, 60 tuổi 67 kg 60 tuổi. Cái này hả? Ừ. 7 bây giờ chứ. 7. Ừ. Bạn hả? Ừ. Rồi hồi chiều giống đau luôn. 99 ngày chiều Nguyễn Lão rồi. Giờ thì hết cái đường luôn. Tông A Minh Tiền ơi. Rồi mấy chị ơi tranh thủ mua mọi người ơi. Rồi còn nha chị Nguyễn Thị Dương ơi, dập ly sơ mi còn nha. Ừ. Rồi 55-60 kg bằng vừa nha. Rồi 12 mấy chị ơi, 12 tranh thủ em like mấy chị ơi, chứ không phải là nghỉ á. Rồi mấy chị gái nha, 55-60 kg bằng vừa 13. 55-60 kg bằng đẹp mấy chị yêu nghe, mã 13. 13 giùm em mấy chị ha, lấy 13 chút. 13 13 mấy chị ơi. Nó bị chào nó chạy dậy lên. Chào lên nó mũi không à. Rồi 55-60 kg bằng đẹp người nghe 14. Rồi 55-60 kg bằng giờ 14 nha. 14 giùm em. Nhỏ đưa cây áo khoác lọn cáo bên đó nè nha. Cháo bên đó có cây nào bấy không đưa cho chị ấy coi. Ừ. Rồi ok. Hai em chào nó gọi xong đó hả chị? Ok chị nha. Ok chị Như Ý Hà. Rồi em đăng lên tao hoa nha. Ô mì quần lửng có chị ơi. Ô mì quần ngố đúng không? Có vậy. 14 chị Bích Thủy ok chị yêu nè. Đây ô mì ngố nè chị. Em like 99 ngàn nha. Thật xả 99 ngàn cho tao Hoàng Phạm ơi. Rồi nè chị. Quần ô mì ngố cái 90 ngàn nha chị yêu nha. Quần ô mì ngố 90 ngàn quần nha chị ơi. Đó, lấy thì cho em ha. Rồi em đang like 99 ngàn bộ nha mọi người nghe tơ hoa. Rồi nay là tơ hoa hả? Bộ mặt có 70 kg luôn chị ơi. Ừ. Rồi mấy chị ơi tơ hoa lô này mới về mọi người, mấy chị nghe cái này là so kho người ta xả.
người ta xả, người ta nghỉ Tết mùa rồi, nghe năm nay người ta nghỉ Tết rất là nhiều sớm. Ừ. Rồi đây chị ơi, 67 tuổi 60 kg nha. Rồi cháu ở thôn Nam chị yêu nghe mã 1 giùm em nè. Ủa đẹp quá mọi người ha. Rồi, ai ai lấy comment mã 1 giùm em. 125.000 áo này mấy chị ơi, bully cá sấu hàng cao cấp nha. 125.000 mấy chị gái nghe, nhận về là áo đồng tiền bát gạo luôn mọi người ha. Rồi áo thôn Nam mã 1 chị. Mã 1 giùm em nè. Rồi à, màu đen. Màu xanh đen. Màu xanh cổ dịch. Màu xanh đậu. Rồi màu xanh coban. Màu xanh ngọc. Màu xám. Chưa có hàng chị ơi, đặt quà không có. Màu xanh rêu. Rồi áo Hương đang mặc giá nhiều, dạ đang mặc 101. Áo nam mã 1 của chị An Nhiên. Ok chị An Nhiên nè. Rồi mấy chị ơi chốt màu, mấy chị ơi áo Hương Nam nè. Rồi rồi chứ em mới nhận hàng rồi mà chưa nhận được. Ủa là sao? Chị Lê Cẩm Thiên rồi, để em kiểm tra đơn cho mình á. Rồi xanh đậu mọi người nghe, xanh đậu nè, đẹp quá mấy chị ơi. Xanh đậu này mã 9 nha. Xanh đậu này mã 9 nè. Đây chị mua cho người 65, 67 kg 60 tuổi mọi người nha. Rồi mã 9 giùm em. Bộ đồng mặt có người đem lên chị. Rồi rồi màu đen mọi người nghe, mã đen nè. Màu đen mã 4. Rồi mã 5 màu xanh cổ dịch. Mã 5 màu xanh cổ dịch nha chị gái nha. 125.000. Ôi ôi đẹp ra mấy chị gái nha. Đó, số ký của cái người mà 67 ký á. 60 tuổi là bạn y chang ba chồng em luôn. Ba chồng em cũng mặc size này nghe chị nha. Rồi mã 5 đó chị, mã 5. Mã 7 là màu đỏ nè. Ừ. Mã 6 là màu xanh điêu. Mã 2 là màu xám người nha. Dạ. Mã 3 là màu xanh ngọc. Còn áo sọc phải không? Ok, áo sọc để em lên áo sọc cho. Nhận áo phát len rồi, đẹp quá gái ơi. Cảm ơn chị Lê Lâm nha. Áo phát len đúng xịn ha. Áo sọc nha. Rồi chị có sắp riêng không? Cái áo đó số 3 nha. Rồi ok, ba chào nắp đen gửi luôn đó, gọi chị Dương Hồng Ngắm. Hồi sáng giờ khách em cũng cúng điện mua trà quá trời. Rồi tao mang mọi nha. 70-75 cái bằng vừa. Có mã mấy anh này? Đúng xịn luôn, cảm ơn chị Thư Lâm. Rồi tao hoa 70-75 cái bằng vừa 16 người nha. 16 giùm em, lấy 16 chứ 16. Mã 7-75 ký ok chị. Mã 2, mã 6, mã 7. Đây mã 7-75 ký là chị Châu Nguyễn. Ok chị. Này xấu vậy à? Giống em mặc luôn hả? Không biết nữa nè chị ơi, bà lựa giùm em được không? Bà lựa đơn này giùm em được không chứ giờ? Không biết nữa chị, em lẩm thí nè. Ừ. Nhiều lắm. Em về gần ngàn bộ lắm. Người ta bán áo len đó 200.000 lận gái ơn. Ừ, dạ. Rồi 65, 67 là mấy chị bằng vừa. Như nè 17 mọi người ha. 65, 67 là vừa 17. Ai lấy 17 chứ 17 giùm em. 17 mấy chị ha. Rồi 17 giùm em nè. Tao hoa mấy chị ơi. Rồi áo thông nam nha mọi người nghe mấy chị ơi nè. Rồi size mọi người mấy chị ơi. Size này á. Dạ 65 tới 75 cái bằng vừa nghe. Chị nói comment hột gà. Hột gà, hột gà. Bữa xem mua được rồi, cũng hên. Cảm ơn chị Thương Lam. Rồi màu trắng. 65, 75 cái bằng đẹp trắng mọi người nghe, màu trắng nha. Rồi, màu này là màu sữa mọi người nha. 70, 75 cái bằng đẹp sữa giùm em nè. Lộn, 65, 75 cái dẹp xanh coban. Rồi lông chuột. 65, 75 cái đẹp lông chuột. 65, 75 cái đẹp xanh đen. 65, 75 cái bằng dừa xanh biển. 65, 75 cái bằng dừa xanh nghêu. 65, 75 cái đẹp đỏ đô. Rồi chốt màu giùm em nha chị yêu ơi. Mới nhận đồ đẹp, cảm ơn chị Ngọc Trân. Rồi cảm ơn chị Ngọc Trân nha. Rồi màu chị ơi, đỏ đô, xanh lá, xanh biển, xanh đen,
lông chuột, xanh con ban, nâu, trắng, hột gà, chốt màu. Chị Liên ơi, đùi gì đó chị? Đùi gì nha, em không nhớ nè chị ơi, không nhớ nè. Pyjama hả? Ok. Để mình đeo lông hết. Pyjama nhiêu ký hả chị? Pyjama nhiêu ký? Áo nam 125 ngàn nha chị Bảy Lê ơi. Áo nam 125 ngàn mấy chị ơi. Hàng này hàng shop đẹp lắm mấy chị nha. Hàng này em bao mấy chị là hàng chuẩn shop mấy chị á. Nói chung là em bán áo nam hồi nào giờ mọi người nghe 4-5 năm nay, khách ai mua về là cũng cực kỳ thích hết trơn nha. Áo này là chất buli cá sấu, hàng cao cấp mọi người nha. 125 ngàn hàng sale, chỉ có Tết mới sale mọi người nha. Bình thường không có hàng này mấy chị nha. Bình thường muốn mua hàng này cũng không có nha. 75 kg hả chị? 75 kg có nha. Á lộng 59 kg có nha. 59 kg bằng XL em. Rồi ban ngày ban đêm, mới thấy ban ngày mà không like, bệnh hả em dạ? Ngày nay muốn đau chị ơi. Với lại dọn dẹp đồ, dọn dẹp dọn đồ mọi người nghe mấy chị ơi. Đặng thấy chứ, một tháng nữa là Tết rồi mọi người nha. Ơi rồi mấy ngày trước hả chị? Mấy ngày trước em không nhớ rồi. Rồi áo thun nam mọi người nha, 65-75 kg bằng vừa nha. Cái nào chốt là bên mà em 125 ngàn. Nói chung em bao mấy chị ha, hàng shop đẹp lắm luôn. Ừ. Rồi màu hột gà màu trắng mọi người nha, chị ơi cực kỳ sang luôn, màu trắng nha, xanh cuman. Rồi màu lông chuột đó, màu xanh đen mọi người nha, xanh đen giùm em, xanh biển, xanh lá, đỏ. Rồi màu này là màu sữa nha mọi người nha. Rồi ở đây chốt người nha. Rồi chị cúc kim hai áo, ok chị nè. Chị cúc kim hai áo, trên da là màu gì? Màu này là màu nâu, màu này là màu nâu nha, màu nâu còn phải sữa. Dạ size bự xíu, size bự xíu là gì không biết luôn, size bự xíu là gì chị ơi không biết. Ừ. Rồi áo 525 ngàn mọi người nha. Rồi chốt màu đi mấy chị ơi. Rồi tơ hoa tiếp nha mọi người ha. Ôi ôi màu nâu sữa cho chị ăn nghiêng, ok ăn nghiêng nè. Chị ăn nghiêng mua cho ngựa nhiêu ký nhiêu tuổi? 65 kg nhiêu tuổi mới được. Chị ăn nghiêng là 65 kg nhiêu tuổi chị? Rồi 70-75 kg bằng dừa nhiêu này? Rồi tơ hoa mã 18, 70-75 kg bằng dừa 18 mọi người nha. 18 giùm em mấy chị ơi, ủng hộ em mọi người ơi nè. Sáu mươi bảy ký, 45 kg, 44 tuổi bằng 2x là chị ơi. 2x còn màu này không nhở? 2x để em coi còn màu này không nha. Chị ăn nghiêng bản có 2x thôi. Ừ. Rồi khá lai chim mụ em mọi người ơi, còn nhiều đồ lắm đó chị ơi, nhiều đồ để sale. Rồi bộ này mọi người nha, 65-67 lề dừa nhiêu nay? Rồi 19 mọi người nha, tơ hoa 99 ngàn bộ mới chơi. 65-67 lề dừa 19 giùm em. Rồi cho lấy 19 chút, 19 mọi người, 19. Rồi 45 đổ lên á, 55-56 lề dừa mã 20. Ồ mấy chị ơi phói ren đẹp chưa, 20. Rồi hãy lấy đủ màu cho chị luôn cưng ơi. Rồi ok nè chị, ăn nghiêng nè, ăn nghiêng có áo nè. Rồi lấy chị một cái xanh đen luôn Hương ơi. Ok đẹp lắm chị Châu Nguyễn nha, đẹp xuất sắc luôn chị. Em bảo đảm mấy chị nhận áo về á, mấy chị thích cực kỳ luôn. Thả tim giùm em các mọi người ơi. Ừ. Rồi 55-60 kg bằng đẹp 21, 55-60 kg bằng dừa mã 21 người nha. Rồi lấy 21-21 người ha, 21 giùm em. Ừ. 55-60 kg bằng dừa 21. Cho em cái sọc lớn trước, 75 kg sọc lớn trước hả chị? Lớn còn, còn chị ơi có sọc lớn rồi em lấy diện cái cho chị Châu Nguyễn nha. Rồi mọi người, 55-60 kg bằng dừa nè, như này. Rồi em hai mười ha, 55-60 kg bằng đẹp mã 22 giùm em, lấy 22 cầm anh 22. Rồi chị hai với lại em còn màu nâu nè, 99 ngàn bộ chị ơi. Rồi màu xanh đen, màu xanh lá, màu đỏ, màu vàng, màu lông chuột, màu xanh coban, màu sữa,
màu nào chút màu giùm em chị ăn nghe coi. Áo nào không cần. Không có comment màu. Rồi ngày size 2X rồi mấy chị ơi. Lai có hả Hương? Dạ. Tại ngày mai cúp điện mấy chị ơi, mai cúp điện. Rồi 2X lông chuột. Ok chị ăn nghe. Lông chuột chị ăn nghe nè. Còn mấy chị ơi. Rồi chị nào chốt comment màu mấy chị ơi. Chị đang mặc có mấy màu không biết làm sao. Dạ đi đùa có mấy màu không biết luôn chị. Mình like mới biết nè chị nha. Rồi mấy chị yêu nha. 55-60kg bằng đẹp nè mấy chị gái nha. Như này. Rồi 23. Có quần nam không hả? Có quần kaki. Quần kaki này em xem mấy chị ha. 3 cái 149 ngàn. 3 cái 149 ngàn 10 ha. Rồi có size mấy chị gái nha. Từ 45kg cho tới 90kg bằng vừa. Có màu đỏ đô không? Có. Đây chị màu đỏ đô đây. Màu này ở ngoài là màu đỏ đô rất là đẹp nha chị An Nhiên nha. Đó. Rồi áo thun nam cực kỳ đẹp người nha. 125 ngàn chị An Nhiên mua các em hôm nay cũng nhiều áo lắm rồi ha. Rồi mấy anh ơi. Rồi người ha 55-60kg bằng vừa mã 23. 23 giùm em. Áo nam 125 ngàn áo nha. Em like theo size theo tuổi nha chị Phụng Kim ơi. Rồi chà giảm cân là 40 ngàn hộp nha chị Ngọc Hân ơi. Chàm giúp mấy chị ăn thằng dễ ngủ nghe, đầu thải độc tố, đầu thải mỡ luôn nha. Giảm cân cực kỳ hay luôn. Rồi 2X đỏ đô này cho chị ăn nghiêng. Ok chị ăn nghiêng. Quá khứng rồi mấy chị ơi. Áo thun nam có màu trơn luôn có chị. Có. Ồ mấy chị áo thun nam đẹp lắm nha mấy chị ơi, màu sữa này đẹp ghê không. Rồi ba quần kaki 68 cái gì điểm cho chị điểm tâm gì nhở. Áo trơn nhiều lắm nha chị thấm rồi. Ê vậy. Áo trơn này đẹp lắm chị gái nha, cũng 125 ngàn. Đó áo trơn này em có size mà người nghe từ 50 cho tới 100kg luôn. Từ 50 tới 100kg bằng vừa luôn nha chị yêu nha. Rồi thả tim thả like share like cho em mọi em mọi người nha. Rồi tơ hoa mấy chị ơi 99 ngàn. Dạ chị Điểm Tâm ơi, bên này chị có nghe em nói không? Bên em bán màu ngẫu nhiên không có like màu nha chị Điểm Tâm nha. Nếu mọi người muốn mua màu mua size thì giá 65 ngàn quần. Em sẽ like từ màu cho mấy chị lựa ha. Còn bên em bán 3 màu ngẫu nhiên 149 ngàn 3 màu. Mấy chị có thể là né màu mọi người không thích nha mọi người nha. Đó quan trọng là bên em không like màu, nếu mà chị muốn like màu thì 65 ngàn quần nha, là em sẽ soạn màu ra, soạn size ra cho mấy chị like. Có nghĩa là mọi người phải thêm tiền đó, thêm 15 ngàn một quần để mà tụi em lôi ra like từ cái nha mọi người nha. Rồi cái màu sữa 3X hả, màu này 3X còn không nhá. Ok 3X màu sữa chị Bích Thủy. Ok chị nè. Rồi tơ hoa mọi người nha, con coi có không. Mà mấy anh ơi. Rồi 55-60kg bằng vừa người nghe 24 mới chơi tơ hoa 99 ngàn bộ mọi người ơi. Chị Lê Thị Thu Dương chị mua áo nam trơn cho người nhiêu ký nhiêu tuổi chị? Nhiêu ký nhiêu tuổi chị yêu ơi. Rồi 55-60kg bằng vừa người nghe chứ mã 25. 55-60kg bằng đẹp mã 25. Mã 25 không, bên em đâu có lấy chùm màu chị. Mình sẽ lấy 3 mùng 3 màu. Rồi có thuốc khớp không Hương? Dạ có. 24 cho chị Nguyễn Điên. Ok chị 99 ngàn bột. 5 màu ngủ dịp ly màu đủ màu. Ok 25 chị Nguyễn Điên có 25. Ok chị Duyên nè 99 ngàn bột cho nổ mua nữa ha. Rồi 55-60kg bằng vừa 26. 26 mọi người nghe quá đẹp luôn nè. 55-60kg bằng vừa 26 tơ hoa mọi người ơi, đẹp cực kỳ luôn. 99 ngàn bộ nha mọi người ha. Rồi 55-60kg bằng đẹp người nghe 27. Ồ mấy chị ơi nè 27 mọi người nghe tơ hoa vậy mấy chị ơi, quá đẹp luôn nè. Thoải mái mọi người ơi, thoải mái. Rồi 55-60kg đẹp 27. Sao của em hai áo không thấy gọi. Vô thật.
Bài hết đổi mà em chị ơi, thuốc khớp bán sang 195 ngàn. Chị Nguyễn Thị Ngọc Yến sao mà nguy hiểm đây? Chị Ngọc Yến không nghe máy, hai mã 0802 nè chị ơi. Có nè chị ơi. Tại ngầm ơi cúp điện nha chị đe chị ơi. Thuốc khớp 195 ngàn lắm mà chị chưa gánh lon rồi. Rồi biết sao ngày qua giờ, hồi chiều giờ bao tử em đi hầm. Rồi tơ hoa mọi người ơi, siêu đẹp giùm em nè. 55-60 kg bằng dừa, như này. Rồi 28 này chị ha. 55-60 kg bằng dừa 28. 28 giùm em, lấy 28 cho 28 người ha. 55-60 kg bằng đẹp mã 28. Đây 65 kg này chị. Rồi một lóc thuốc khớp chị Gương Ánh Lon. Ok, Ánh Lon nè. Áo xe sau lưng, áo len chị 105 ngàn. Bộ đang mặc 54 kg bao đẹp luôn chị ơi, 99 ngàn. Cho coi đồ ngủ. Từ từ lên 28 thì chị tiếc luôn. Ok chị. Rồi 58 nấu lên 63 lại vừa sắp ôm 65. 29 luôn này. Rồi 29 mọi người nghe, 99 ngàn bộ. Đẹp mà còn rẻ nữa chị Thu Anh ơi. Rồi lấy 29 mọi người nghe. 29 à, có mẫu 70 tuổi mà không? Không biết. Mỗi người một sở thích nha chị ơi. Mình cái tuổi nó không có liên quan ngay cục vàng ơi. Áo gì ơi chị Bảo Ngọc. Rồi 60, 65 cái bằng dừa người nha. Rồi 30. 30 giùm em á chị ha. 60, 65 cái bằng đẹp mã 30. 30. Không, không có ông rộng chị. Ông nhỏ xong rồi nghe chị biết kiều ơi. Ông nhỏ xong rồi. Không có ông rộng. Rồi mấy chị ha. 60, 65 cái đẹp 31. 60, 65 cái đẹp 31. 70 kiếm thì bạn giùm em 5XL. Nhỏ cho chị cái bộ 5XL coi nha. Ba mươi là chị điểm tâm. Ok. Rồi đây chị áo sau lưng nè. Áo sau lưng em có mã 5, mã 6, mã 2, mã 3, mã 1 chị. Mã 1 giùm em nè. Áo len sau lưng là giá 105 ngàn. Hello mọi người, thả tim, thả like, share, like, chim phụ em mọi người nha. Cảm ơn cấp điện với chị nghe chứ hơi chịu vậy em muốn bệnh. Bỏ đăng mặt đăng like 99 ngàn nha chị Thiện Thiện Nguyễn ơi. Em muốn bệnh mọi người nghe mấy chị nha, hồi trước vậy. Muốn sốt luôn mọi người. Rồi, chỗ nào chốt mọi người nghe mấy chị ơi, áo len 105 ngàn một áo nha mọi người nghe, chắc hàng cao cấp giùm em luôn. Hôm nãy có chị khách kia mới mua ngàn nè, mới mua ngàn kia. Là ngày hôm qua mấy chị em giao, bữa nay chị nhận nè. Quá đẹp luôn. Rồi mã này mã 2, mấy chị 2 nè. 3. Này mã này mã 6 người ha. Mã 1 nè. Rồi mã 5. Rồi mã 5 là cá treo mọi người ha. 105 ngàn. Em ăn lai tơ hoa nghe chế cẩm hương rồi. Ăn lai tơ hoa chị. Áo len 65 kg dưa dừa. Con tông nhung hả? Chị muốn lên xếp lên cho chị. Em còn số 3 kìa chị Thúy Hương, Thúy Quỳnh ơi. Rồi bên em có thuốc đặc trị lát mọi người nghe, lát lăng men này kia cũng hết 125 ngàn. Chứ được chốt comment này giùm em. Rồi 58 nó lên người ha, 63 lại vừa. À thấy mọi người mình 65. Rồi mã 32. 32 giùm em mấy chị ha, lấy 32 comment 32. Mã 32 tơ hoa mẹ em hương sale có 99 ngàn mấy chị gái nha, mọi người nên mua, em nói thiệt. Rồi 70-75 kg bằng dừa mấy chị ha. 70-75 kg bằng dừa. Rồi 33. 70-75 kg bằng dừa 33. Áo khoác hàng Quảng Châu. Áo khoác Quảng Châu chỉ mua áo khoác dừa gì. Bộ đồ 60-30 kg còn nhóc bao la chị ơi. Rồi mấy chị gái nha, mình theo dõi cha live stream nha mọi người nha. Rồi 65-67 lại dừa. Rồi 34 người ha. 65-67 lại dừa 34. 34 giùm em tâu 299 ngàn, áo phát len 105 ngàn. Dạ bộ này là tâu hoa.
qua điện mình chơi gì cá hương yêu dấu. Rồi mấy chị yêu nha, 70-75 cái bằng vừa. Rồi 35. 70-75 cái bằng đẹp mọi người nha, chứ mã 35 giùm em. Rồi chị lấy 35, comment 35 mấy chị ơi, 35. 70-75 cái bằng đẹp mọi người nha, 36. 36 giùm em. 70-75 cái bằng đẹp 36. Chị Thu Đông nói vậy, em đang hỏi chị là mua size cho người nhiêu tuổi nhiêu ký. Chị không nói, em đâu có biết đâu. Từ từ em lên nha, giờ này không like theo cậu mọi người nha, thấy em muốn xỉu hơn mấy chị. Ừ. 34 cho chị Hồng Cương Trần, ok. Rồi 70-75 cái bằng đẹp mọi người nha, 36 hôm nay. Rồi lấy 36 cho 36 mọi người nha, 36. Thuốc chị ngứa là chị 25 ngày mà chị. 25 ngày tiếp. Thuốc chị hay chị ngứa 25 ngàn. Ừ. Áo mắc len này phi size mọi người ơi. Áo len phi size nha. Ừ. 50 đổ lên mấy chị gái nha. 70 nó lại vừa. 36 chị cắt luôn. Ok chị cắt luôn. Ok. Rồi 70-75 cái bằng nhừa. Như nè. 37. Rồi 37 mấy chị ơi. 70-75 cái bằng nhừa mới chơi 37. Rồi 70-75 cái bằng đẹp người nha. 38 giùm em ơi, 38 cho 38 mọi người ơi. 38. Ủa sao nó quay dưới ta? Đi coi nè. Ừ. Đấy đó hả? Rồi. Nó vào lại rồi. Tự nhiên mất tính mạng hiểu nè. Bắt ngoài luôn. Yếu quá. Không phải đâu, mẹ đi con. Ừ. Mấy cái điện thoại kia đâu chăng rồi. Còn mọi người thấy không mấy chị? Áo mắc len có nhiều màu nha chị ơi. Áo mắc len có nhiều màu. Ba mươi tám chị Phương co, ok chị Phương co nè. Ừ. Nó thương hiệu dân ra đâu, 60 ngàn. Ừ. 38 ngày giờ lại làm đi 38 nha. Này 38 nè. Vô số 5 cho em ơi. Thuốc chị hứa cho chị nhân lê. Số 5 còn mấy bộ bên kia đó. Ờ đứng ngồi số 5 bên kia qua đi chị. 59 ký nhiêu tuổi chị ơi. Ừ. Có gì vậy? Rồi mấy chị ơi, em muốn bệnh chị ơi. Ừ. Rồi 70-75 cái bằng dừa mã 18 người ha. 70-75 cái bằng dừa 18. Ừ. Rồi 70-75 cái bằng đẹp mấy chị em 18 giùm em ha. 70-75 cái bằng dừa mã 18. Ừ. 99 ngàn bộ nha mọi người nha. Rồi 70-75 cái bằng dừa 16 người ha. 70-75 cái bằng giờ mã 16 giùm em. Rồi lấy 16 cho 16 người ha. 70-75 cái bằng giờ 16. Nè chị Mỹ Toàn ơi. Mã này mã 2 nè chị. 38 tuổi 59 ký. Cái màu này ít lợi. Rồi mã 3. Mã 6. Mã 1. Mã 5. Rồi mã 2 này nha chị Mỹ Toàn ơi. 105 ngàn mấy chị. Lấy mã nào cầm anh mã giùm em á. 105 ngàn chị yêu ơi. Ok mã cháu lên. Rồi tao mấy anh ơi. Rồi 70-75 cái bằng đẹp người nha. Rồi 3 chị 40 mấy chị ha. 70-75 cái bằng đẹp mấy chị yêu nghe mã 40. 40 giùm em, lấy 40 trong 40. Lý xếp toàn có 25 ngàn đơn. Lý xếp toàn có 25 ngàn đơn nha chị ơi. 69 tuổi trung niên là gì chị? Rồi 65, 67 là vừa. Ừ. Nhiều rồi. Rồi 41.
85 không phải là giờ 41 rồi, nghe 41 giùm em. Ờ đây. Nó thấy được luôn á nè. Ngon à. 41 chị Hồng Tư Trần, cảm ơn chị nè. Áo phá lên mã 5 cho chị Mỹ Sòn. Ok chị. Gõ chưa mấy chị, gõ chưa? 70kg vừa nha chị ơi, 70kg vừa. Chết rồi, dữ rồi. Không biết chịu nổi không á. Wow wow, đây này tắt thì nó ngọt quá. Rồi. Áo phát mã mấy rồi sao chị? Để người khác like đi, ai like? Ok chị, đợi em xíu. Còn 59kg nè chị, nghe áo nào 59kg nè. Em còn biển nhạt nha. Biển đậm. Xanh ngọc. Xanh đen. Màu gạch nha mấy chị ha, màu gạch. Màu đen. Màu xanh lá. Rồi chốt màu giùm em mấy chị ha, chốt màu giùm em. Rồi like số 3 phải không? Màu lông chuột mấy chị, màu lông chuột. Thanh mạnh vô nó dễ mũi. Thanh mạnh vô nó dễ mũi. Rồi mấy chị ơi, 70-75kg bằng dừa. Rồi mấy ơi, mỗi lần mà ngủ không được là nó dễ đắt nha. Rồi 42 mấy chị nha. 70-75kg bằng ngày mấy chị yêu nghe mã 42. 42 giùm em, lấy 42 cho 42. Rồi 60-65kg bằng đẹp người nghe 43. Áo len mã số 7. Ok. Ủa đâu có 7 đâu ta. Mã 2. Mã 1. Mã 6. Mã 3. Mã 7 là cái nào? Đâu có nào 7 đâu chị. Đâu có nào mã 7 đâu chị ơi. Cái này 2 nè. Nãy giờ lai đâu có 7 đâu ngoại ơi. Lai lai ở đây nè. Ừ. Em có 6. Sao đi ăn đám bị cảm. Áo phát mã 5 chị Bảo Ngọc cái luôn nè anh hai ơi. Mã 5 chị Bảo Ngọc cái luôn, ok chị. Thôi chiều là muốn bệnh rồi. Ngày mai cúp điện em nấu like mấy chị nha. Tại giống like thì mà không có chuyện cho mấy đứa làm. Rồi mấy hôm nay. Rồi 60-65 cái bằng vừa mã 43 mấy chị. 60-65 cái bằng dừa 43 nghe mấy chị á. Tâu hoa xe 99.000 mấy chị ơi, 43. Rồi 60-65 cái bằng dừa người nghe 44. Áo đó là áo len nghe chị Hồng Nhung, áo phát len chị. Thôi em treo không treo đó chị. Rồi 60-65 cái bằng đẹp người nghe như này. Rồi mã 44. Đó luôn, gọi gọi, cảm ơn chị Bảo Ngọc. Rồi 60-65 cái bằng đẹp người nha. Rồi 45. 45 mấy chị ơi, 45 giùm em. Áo len 105.000 cho chị Hồng Nhung ơi. Dạ không. Cảm ơn chị Anh Thu. Áo nam 125.000. Rồi mấy chị 60-65 cái bằng dừa. Như rồi. Rồi 46 mấy chị ơi. Rồi 60-65 cái bằng dừa mấy chị ơi, 46. 46 giùm em. Rồi tao hoa xe đẹp rồi, xe có 99.000 mấy chị ơi. Rồi bác lên dây kéo hả chị? Lên dây kéo. Lên dây kéo đâu còn cái nào đâu chị. Ừ. 46 chị Hồng Tư Trần. Bộ em mặc có xe lớn không biết nữa chị. Rồi
rồi 60 xong làm cái phần dừa như này. Rồi 47 với chị, 47 giùm em nè. 60 xong làm cái phần dừa 47 với chơi, 47. Rồi áo len này mã 3 nè. Đâu có mã 7 đâu chị, cầm lên mã 7 chị. Áo len này mã 3 nè. Không biết sao lụm nghe bộ này có bộ cái gì đâu. Rồi 60 xong làm cái phần đẹp người ha. Như nè. Rồi 48 đi chị ơi. 60 xong làm cái phần nhựa mấy chị ơi, 48. Rồi áo len này còn cái mã 8 đi chị ơi, mã 8 nè. Không móc mấy đứa này không móc điêu ra gì hết trơn. Dây kéo ha, áo len dây kéo đâu có đâu chị. 48 gì Diễm Tâm, ok Diễm Tâm. Rồi 60 xong làm cái này 49. Rồi 60 xong làm cái này 49 mọi người nha. 49 giùm em. 49 mà chơi 99 ngàn cho nổ mua mọi người ơi. 48 mát chị ơi. Rồi 60 xong làm cái phần đẹp người nha. 50 với chị. 50 giùm em, lấy 50.50. Rồi 60 xong làm cái phần đẹp mấy chị ơi, nghe 50. 50 giùm em. Rồi 55, 60 cái phần đẹp mấy chị ơi, 51. 51 mấy chị yêu nghe, lấy 51 cho 51 giùm em tao hoa. 55, 60 cái phần vừa mấy chị yêu nghe, 51. Rồi 55, 60 cái phần vừa mấy chị ha, 52. 55, 60 cái phần đẹp mấy chị yêu nghe, cái mã 52. 52 giùm em. Rồi 55, 60 kg bằng này mấy chị yêu nha. 53. 53 nha. Cái tấm con ngựa còn chị ơi, 95.000 chai. Tấm ngựa 95.000 nha chị Trần Thị Diệu ơi. Đây chị. 53 chào Hồng Anh Nguyên, ok. Rồi chị nào kêu coi ống nam mấy chị. À, cái có nam chống mất tiêu ta. Ờ, mỗi lần em mà bị mất ngủ ha. Mà chừng 2 ngày là vậy á. Áo bắt len hả chị? Áo bắt len nó có nhiêu mã đó chị? Đa thông gì nè. Bộ 99.000 nha chị Nguyên Đảo ơi. Là chị áo bắt len mã 8 nè. Bên mã 8 đó mấy chị. Rồi 60 đổ lên nha. 65 67 lại vừa. Nhiêu à? Rồi 54 mấy chị ơi, 54. 60 đổ lên mấy chị ha. 65 67 lại vừa, 54. 54 à, lấy 54 chút 54 mấy em. Rồi quần chiếc đâu rồi nhỉ? Quần chiếc thì chị bỏ đâu rồi? 54 cho Hồng Tư Trần. Rồi 60 đổ lên, 65, 67 là vừa 56. 56 nha. À, lấy 56 cho 56 giùm em. Ừ. Đây chị quần chiếc nè. 56 cho Hồng Nguyên Anh. Đây mấy chị, quần em vừa kỹ ha. Ừ, xuất sắc mấy chị ha. Rồi quần này mấy chị ha. 5 cái 70, 10 cái 129 ngàn. À lấy đồng em quần mấy chị ơi, quần giùm em. Vậy nào lấy quần chút quần mấy chị ha. Áo phát trên tường mã số 5. Chào Hồng Nhung ơi, áo phát trên tường mã số 5 chị. Ôi ơi đẹp lắm mấy chị. Rồi 65, 67 là vừa. Ồ hoa xanh này sang quá. Rồi 57 mấy chị. 65, 67 là vừa 57. 57 giùm em. Được nha chị ơi, quần 70kg còn được. Ồ ô sao tàn hình nữa rồi. Bỏ mặt là 45-55kg bằng vừa cho anh Nguyễn bằng vừa. Bỏ
Bảo đang mặc 45 đổ lên, 55 cái bằng vừa cho bạn vừa không chị? 57 hồng nghe anh, 57 nè. Bộ bộ 99 ngàn á chị Hồng Mai ơi. Áo len nó là 70kg nó lại vừa nghe chị Mỹ Kiều ơi. Bộ đang mặc ngay thì em xuất ký nha. Rồi chị Hồng Nhung lấy áo khoác len mảnh anh. Rồi chị Hồng Nhung lấy khoác len mảnh anh treo nó kìa. Rồi chị Thanh Nguyễn ơi, bộ đang mặc 45-55 cái gì vừa không mà chị đòi lấy. Chị Thanh Nguyễn nè, bộ chị bộ mặc có không nha? Dạ bộ đang mặc là còn nha. Mà size từ 45 tới 55 cái bằng vừa chị lấy hiệp chốt. Mà quần jean nè cho chị Mỹ Toàn, ok. Đó. Rồi 45 đổ lên, 55 cái bằng vừa. Nhiêu rồi? 58. Rồi 58 rồi chị ơi, 58. 57 còn 1. 45 đổ lên, 55 cái đẹp 58. Em không biết nữa chị điểm tâm ơi. Rồi 45 đổ lên á. 55 56 là vừa 59. 45 đổ lên á, 55 56 là vừa 59. 58 Hồng Nguyên Anh, không biết luôn chị. Không biết cái gì ơi, nó sale trong đây lộn xộn thằng bạn nó chân đâu có cho lựa màu, lựa mẫu đâu biết. Rồi 55 60 cái bằng vừa mấy chịu ha. Rồi 60. 55 60 cái bằng vừa 60. 99 ngàn bộ mấy chị ơi. 99 ngàn bộ. Rồi. Là sao chị Ngọc Lan không biết nè chị ơi. Đồ ôm gọng chặt vui lòng điện số sau lưng em, có mấy bạn giải quyết cho mình ha. 59 ngàn nguyên anh ok. Rồi 55 60 kg bằng vừa mới chịu nha. Rồi 61 với chị, 61 giùm em nè. 55 60 kg bằng vừa 61 với chị ơi, 61. Rồi mấy chị em ha. 45 đổ lên nè. 55 kg là vừa 62. 45 đổ lên mấy chị, 55 56 là vừa 62. Rồi 70 75 cái bằng vừa mấy chị ha. 70 75 cái bằng vừa 63. 70 75 cái bằng vừa 63. Chị, cái len này nó free size nghe chị Mỹ Kiều ơi, chị em thấy không? Có nghĩa là cái này nó không có size. À thích bằng áo len thì bằng được thôi mọi người nghe mấy chị nha. Đây form nó gì? Đó. Giá là 105.000 mấy chị ha. Rồi 60 đổ lên mấy chị ơi, 65 xong phải lại vừa. Như này. 63. Rồi 63 mấy chị. 64 rồi, 64. 64 rồi. Rồi 60 đổ lên mấy chị, 65 xong phải lại vừa 64. 64 giùm em. Rồi 60 65 cái bằng vừa mấy chị yêu nha, chứ mà 65. Có chị một bộ dẫn dao nha. Cảm ơn chị Loan Lê. Một bộ da bình thường chị nghe ship tổng có 25.000 một đơn. 61 chị Thị Dung. Rồi 60 65 cái bằng vừa như này. Rồi 65. Chị Vũ Tiến muốn mua hàng phải cọc cạc em mới giao nha chị nha. Thấy không nè. Hai chị Tiến Cần Thơ. Ok. 64 chị Vũ Tiến. Rồi 60, 65 cái bằng vừa mới chịu nha. Rồi 66 mới chơi, 66. 60, 65 cái bằng đẹp mới chơi, 66 vậy mới chơi 99 nha. 66. Rồi 45 đổ lên mới chơi, 55 cái bằng vừa. 62 cho Phạm Thị Mỹ Linh. Em vừa nhận đơn rồi nha chị. Xếp bao giao lộn địa chỉ mà người ta đem qua trả vậy hả? Cảm ơn chị Mỹ Thiên. Rồi 45 đổ lên mới chơi, 55 cái bằng vừa như này. Rồi 67 mới chơi, 67 giờ đây.
đẹp đó chị ơi. Rồi 45 đủ lên á, 55, 56 lại vừa. Rồi 68. Nếu mà người lớn tuổi bạn thì chị lấy giùm em cái màu màu này đi. Cái mã 2 đi á chị Mỹ Kiều. Mã 2 này nhu nè. Rồi lấy cáo lên mã 2 chị Mỹ Kiều đi. Rồi như thế này. Rồi 68 mấy chị ơi đẹp lắm. 45 đổ lên, 56 là vừa 68. Đúng rồi mấy chị ơi bệnh. Lấy cái mã 2 chị đi. Em muốn bị cảm rồi chịu, giờ mọi người nghe thấy cúp điện quá vậy, giờ lên like mà không biết la nổi không này, quá mệt rồi. Cái này là uống gì chứ, quá mệt cái gì đẹp chứ, đẹp nhau à, thấy á, nghe quá nè, gót liền luôn đó, đứa có mắm rồi nha, nhiều đó nhiều. Rồi 45 đổ lên mấy chị ơi, 55, 56 là vừa, 69 mấy chị ơi, 69 giùm em. Bấm gà đắp nâu ok, chị chúc mai trần. Được chị, chị muốn lấy quần áo nữa chứ, lấy quần này ha. Ok, đó chị Mỹ Kiều cái này đi. Chín chín ngàn bộ rồi, chị thấy mặt kia ơi, chín chín ngàn bộ rồi chị ơi, tơ hoa đẹp lắm luôn. Rồi mấy chị ơi, 55-60 kg lần dừa nè, mã 70. 55-60 kg lần đẹp mấy chị ơi, 70 giùm em nè. Rồi cho nào lấy 70 chứ 70. 55-60 kg lần đẹp 70. Đó rồi chị. Ngày mơ có hàng nhưng mà ngày mơ cúp điện thì không lai được. Rồi chụp quần giúp cho anh Hưng. Chị Nguyễn Thị Phượng. Đúng là 5 bộ sọc men 70. Rồi sao chị Nguyễn Thị Phượng ơi? Rồi sao chị? Rồi sao chị yêu? Rồi 45 đổ lên đó cha, 55 cái lại dừa như nè. Rồi 71 rồi chị ơi. 45 đổ lên đó cha, 55 cái bằng dừa 71 giùm em, tâu hoa mấy chị ơi, 99 ngàn bộ nha. Rồi 60 đổ lên đó cha, 65 không phải lại dừa. Rồi 72. 60 đổ lên mới chơi, 65 xong phải là vừa 72. Ok cho Mỹ Kiều, cảm ơn chị nè. Ok chị, cái quần jean này bạn em đó nè chị. Quần jean này siêu em nha. 70 chị Châu Thị Đăng, cảm ơn chị nè. Đây mấy chị nha. Quần jean là gọi quần jean thông hơn, mấy chị nghe chip nhập giùm em luôn. 5 cái có 70 ngàn thôi mấy chị ơi, 10 cái 129 ngàn, đẹp cực kỳ. 71 chị thấy ngọt chi trong điện thoại nha. Rồi em nhận được hàng rồi, đẹp quá à. Em muốn mua thêm màu khác được không? Được chứ. Muốn gì hả Tiên Lê? Muốn gì Tiên Lê ơi? Rồi mấy chị ơi, 5 cái 70, 10 cái 129 ngàn nha. Mấy chị ơi coi nè, quần lót còn là màu nhu mấy chị ơi, màu nhu màu sang không nha. Không có mai á nha. Sọc hả chị? 5 bộ sọc. 5 bộ sọc là bạn ôm cái gì chị? Nếu mà ôm là thì bên em đổi lại cho chị Phượng ơi. Muốn bệnh chị Quế ơi, muốn cảm rồi chiều giò mấy chị ơi, thấy là có ok để em xíu. Thấy là ok rồi mấy chị ơi, năm ba hộp dán nhảy cú mới chơi 50 ngàn, ba dập dán nhảy cú 50 ngàn, lấy chó người ha. Rồi năm cái khăn mấy chị, năm cái khăn lau bàn, lau bếp, lau tay, lau mặt chị, mấy chị gái như em lắm, khăn này bự nha người ha, 25 ngàn. Rồi khăn này 19 ngàn áo cái mọi người. Em mới nhận 6 bộ hả? Em mới nhận 6 bộ mà coi như tiền á, giá như tiền Tiên Lê ơi. Như tiền bộ.
như sàn. Ừ. Bóp nó mũi tệ đó. Mời quần chết chị Vũ tiếp. Ok chị. Ok, giữ tiếp 10 quần chip. Rồi là băng trắng da 45 ngàn cục đó chị. Ừ. Lấy cho chị hai bộ mã 64 với mã 65 này cho chị Hào Lê. Phát ba. Cái gì? Ngọt gì? Chị thấy ngọt chi lấy hàng cho số thoại nha chị ha. 12 em. Ừ. Rồi bây giờ bình giữ nhiệt một cái 105 ngàn. Ông ngực có này chị Anh Thư ơi. Chị Anh Thư mua ống ngực loại gì? 2XL rồi đem kiếm thay 2XL lên cho chị ha. Đây cái này L. Cái này L. Đây 2XL đây. Rồi ok, lấy cái sọc 52kg. Ok, thấy ngực chi ha. 10 quần chiếc là chị Hồng Tư Trần. Cảm ơn chị Tư Trần. Mọi người thả tim thả like, sao lê chi mụ em với chị ơi. Rồi 2XL nha mọi người nha. 60 xong làm cái bằng dừa. Yeah. Rồi mấy chị ơi comment nhiêu à? Rồi 71. 74 nha, 60 xong làm cái này 74. À Tiên Lê em mới mua bộ đuổi phải không? Em mới mua bộ đuổi không? Rồi 60 đổ lên nha, 65 xong phải lì dừa. Rồi 75 mấy chị ơi, 75 giùm em nè. 60 đổ lên mấy chị ha, 65 xong phải lì dừa 75. Lên đó hôm nào mà chị Diêm Nguyễn Diêu Ký. Rồi 60 xong làm cái bằng dừa nghe cho mua xong nam cho ngựa nhiêu ký nhiêu tuổi nghe chị Diêm Nguyễn này, Diêm Nguyễn này. Nhiêu này. Rồi 76. 60 xong làm cái bằng dừa 76 mà cha, 76 giùm em nè. 99 ngàn bộ mọi người, tô hoa đẹp ghê mấy chị ơi. Giờ này phải muốn bóp tương má ăn xả đó mấy chị ơi. Rồi 60 đổ lên nha, 65 cái bằng dừa. Nhiêu này? 77. Rồi 77 mới chơi, 77 giùm em nè. 60 xong làm cái bằng dừa 77 mới chị, 77 giùm em. Cái ngược sâu quá chị bạn sai nhiêu? 77 chị điểm 5. Ok chị. 75 cho chị Thí Liệu. Rồi bộ đũa người á. 65 xong phải lề dừa. Đũa phái hoa. Vậy nào lấy đũa phái hoa em sao 75 ngàn. 65 xong phải lề dừa đũa hoa mọi người nha. Đũa hoa giùm em. Đó, 75 ngàn đũa phái hoa. 70 kg hả? Áo thun nam. 70 kg nhiêu tuổi hả chị Diễm Nguyễn ơi, mua sọc hay là màu? Rồi 60 xong làm cái đẹp nâu. Nâu mọi người nha. Rồi đũa nâu em 75 ngàn. Đũa hoa cho chị điểm 5 màu đũa hoa đó. Rồi đũa nâu mọi người nha. Đũa nâu 75 ngàn đũa nâu. Màu đũa hoa hả này? Ừ. Đũa hoa cho chị Vũ tiếp màu đũa hoa. Rồi biển nha mọi người nha. 65 xong phải là vừa biển giùm em 75 ngàn mấy chị. Đổ quần dài nha, quần dài ta lỗi bữa đẹp. Rồi comment biển 75 ngàn nha mấy chị nha. Bỏ đâu mà 99 ngàn. Bỏ đâu mà 99 ngàn nha chị Lê thì đăng lên nha. Vậy 75. 75. Đây mấy chị muốn đủ tao la. Rồi 45, 55 cái mặt đẹp người nha. Cà rốt. Cà rốt 75 ngàn giùm em luôn mấy chị. Chị xong làm tí á. Rồi 45 đổ lên mấy chị. 55, 56 là vừa cà rốt. Quần chính tắc mọi người nha. Rồi 75 ngàn luôn. Cà rốt 75 ngàn cà rốt. Rồi 45 đổ lên mấy chị nha. 55, 56 là dừa nâu. Ấy lộn, mà còn hồng ruốc. 45 đổ lên mới ra. 55, 56 là dừa hồng ruốc cho em 75 ngàn. 65 ký để em lên cho mấy chị lụa. Rồi 45 đổ lên mới ra. 55, 56 là dừa. Đỏ đô. Đỏ đô cho em 75 ngàn đỏ đô mấy chị. Yeah.
nha. Chị Ngọc Mai mua cho người nhiêu ký nhiêu tuổi? Dạ, đuổi lõi có tay rồi, số 5 coi còn còn gì lấy qua chị coi. Đuổi lõi có tay. Đuổi lõi có tay mới thiệt. Có phối bông bông trên ngực á. Còn màu gì số 5? Áo ngực size 38 hả? Áo ngực size 38 thì gọn lõi 95 ngàn được không hả chị Anh Thư ơi? Rồi bộ beo rồi ha. 65-70kg bằng nhựa, bộ beo này sale 52 ngàn. 65-70kg bằng đẹp ngồi nghe beo tím 52 ngàn. Nhà nào lấy beo tím với beo tím giùm em 52 ngàn. Rồi 60 đổ lên đó nha. 65-67 lại dừa. Banh gò quần dài. Rồi nhà nào lấy bộ này chốt luôn ha. Quá đẹp luôn. Bộ này xem với chị 85 ngàn luôn. 60 đổ lên 65-67 lại dừa vàng 85 ngàn. Hôm bữa em mua 10 đôi chính tắc mà mua gửi 10 bộ đôi dài luôn chị, cái đó là dặn chính tắc lỡ á, lộn chính tắc đúng á chị Ái Nguyễn ơi, đó là dặn chính tắc đúng á. Ừ. Ok cho anh Thu hai đứa được xe 38, cảm ơn chị ha. Mango 85 thì chị điểm xăm, cảm ơn chị nè. Rồi bộ này nha, nó quá đẹp luôn mấy chị ơi. Nó dặn vết ha. Rồi 45-60kg bằng dừa. Ống đứng, màu hồng sen nha. Rồi lấy cho em 85 ngàn luôn. Hồng sen 85 ngàn. Đây quần dài nè chị. Nữa còn có 65kg không mua, dạ có. Dạ có nghe chị Vũ Tiết ơi, chị muốn lấy cho. Rồi có xong làm kiếm có nè chị ơi. Rồi thả tên nãy lai xa lai chị mua em mấy chị yêu ơi. Rồi là chạy 65-67 là mấy chị bằng vừa ha. Rồi bộ đuổi tay lỡ quần dài em Hương còn màu mọi người nha. Rồi xe luôn giống chị 75 nha. Em có màu xanh cô ba, màu xanh biển, màu cà rốt, màu đỏ, màu nâu, màu gạch nha mấy chị ha. Rồi giá 75 nha. Rồi chắc là lấy chốt rồi em mấy chị yêu coi. Đó, 65-67 lại vừa đó chơi, 75 ngàn. 75 ngàn một bộ mấy chị gái nha. 87kg hay chị Cát Tường? Lấy đỏ 52kg thì chị lấy gì chứ? Lấy đỏ 52kg hả? À, 52kg chị mua tôm hái gì trái Ngọc Chi ơi. Đỏ 75 chị Phương luôn. Ok chị Phương luôn, 75 ngàn mà chị. Rồi giờ lại chốt người mấy chị ơi. Tranh thủ mua mọi người nghe, năm nay em thả Tết sớm mọi người nha. Xả Tết nghỉ Tết sớm mấy chị ơi. Cho chị bộ beo tím, ok chị Hào Lê, bộ beo tím 52 ngàn. Đó, xả Tết sớm, hết đầu sớm mình nghỉ sớm cho mấy chị gái nha. Tới mấy bà muốn mua, mấy bà ra chợ mua mắc đó nha. Trong hai có 75kg luôn nha chị Hoa Hồng ơi. Rồi. Yeah. Rồi màu đó chị lên đó coi. Ừ. Rồi xanh cô ban nâu mạng điếu ừ bò mấy chị ơi, bò cà rốt rồi biển nha mọi người ơi. Xanh cô ban cho Loan Nguyễn ok chị nè, 75 ngàn cho Loan Nguyễn cho thứ mọi đi chứ em. Rồi xanh biển mọi người mấy chị ơi, đủ đẹp lắm, bao đẹp luôn mọi người, nghe tay lỡ đẹp cực kỳ. Đỏ chị Gấu Nhi mẫu đỏ luôn, đỏ bánh còn không nha. Ok đỏ chị Gấu Nhi ok chị nha. 75 ngàn mọi người ơi, đuổi quần dài nha. Quần dài tao lỡ, này gió giống như cây beo luôn nha. Cây beo này luôn á, có cây beo tao lỡ số 5 luôn á. Rồi mấy chị ơi, cà rốt nha mấy chị ơi, đẹp không? 65-67 lại dừa. Xanh cô ban cho chị Phương luôn, có xanh cô ban luôn. Rồi cà rốt mọi người nha, bò. Đẹp lắm mấy chị ơi, có 75 ngàn thôi nha. Giải đuổi mấy chị nha. Đuổi tao lỡ, quần dài luôn mấy chị ơi. Đó, màu bò, em lấy bò, chốc bò mấy chị ơi, bò. Rồi nâu gạch nha mọi người nha, đây là cà lộn mà này cam đắt, cam đắt mọi người ha. Cà rốt là chị Nguyễn Loan có cà rốt này. Ok chị, rồi này cam đắt mọi người, cam đắt giùm em. 65-67 lại vừa mấy chị gái nghe, có 75 ngàn quần dài. Ừ, quần dài nghe chị Loan Nguyễn rồi đúng rồi, quần
dài mấy chị, quần dài. Quần dài giùm em á. Rồi biển căm đắt mọi người nha. Vậy nào lấy chốt mấy chị ơi. 75 ngàn bộ mấy chị ơi, đủ quần dài ta lỡ sang cực kỳ mấy chị ha. Cảm ơn dạ. Không nha. Không có tím, hết tím. Hết tím. Ok, chào Lê, bộ xanh biển luôn. Đẹp quá đẹp luôn chị ơi, có 75 ngàn. Rồi bộ beo này em hay mấy chị 75 ngàn luôn nè. Rồi 65, 67 là vừa beo vừa cải luôn nè mấy chị nha. Quần dài. Quần dài tay vừa nha mọi người, không có tay lỏng á. Rồi vừa cải. Ừ. Thôi chị Thanh Nguyễn ơi, chị tự lựa đi chị ơi. Chị tự lựa đi chị, để mất công nhiều khi á hàng xóa chị cũng không vừa bụng, em không có lựa đâu mấy chị. Bên em không có lựa hết mấy chị ơi, mấy chị tự lựa giùm em đi, em không lựa đâu mấy chị nha. Rồi, bị cảm áo luôn. Ừ, đúng rồi chị, bị cảm. Rồi, ai lấy chốt người nha. Chị Long Nguyễn cho số hỏi đi nha. Ờ, à, bánh còn quá. Dưa cải, chị Nguyễn Loan có dưa cải mà, 75 ngàn. Rồi da. Ờ. Ừ, 65, 67 là dừa da. Lai đặng mua sữa cho cô nè cô ơi. Rồi nâu. 65, 67 là dừa nâu. Mẹ muốn bệnh nè. Dạ không nha chị ơi. Rồi nâu mọi người ơi, nâu. Vàng. Rồi dưa cải còn mấy chị ơi, dưa cải nè mấy chị đẹp quá. 65, 67 là dừa mấy chị nghe, cái này là đuổi nha, đuổi đuổi. Dưa cải cho chị Yến luôn. Ok, chị Yến có dưa cải. 75 ngàn bộ mới chơi, ủng hộ em đi mấy chị ơi, muốn bệnh đứa ơi luôn mà dán like. Dán like nè. Bộ mặt 65 kg hả chị? Em kiếp. Rồi vàng mấy chị ơi, vàng. Tới con ngủ với bà nội đi. Ngủ với bà nội đi, được không? Chứ ngủ với ai? Ngủ với ai? Ờ, ngủ với mẹ. Gửi luôn, gửi gọi chị Phương luôn. Lấy bộ xanh cô ban 67 kg tay lõi cho chị Triệu Sa Sa Ca xuống hỏi chị ơi. Da nâu hai bộ chị Hằng Nguyễn ok vậy nè. Xanh cô ban vẫn còn mà. Da nâu hai bộ này cho chị Hằng Nguyễn. Mấy chị nghĩ đi, có 75 ngàn một bộ, hai bộ có 150 ngàn, tiền ship có 25 ngàn. Chạy ra mấy chị mua hai bộ đồ với giá là 175 ngàn. Mà còn miễn ship gì nữa mấy chị. 75 ngàn một bộ nha mọi người, nghe có 75 thôi. Ừ. Và có số nhỏ không luôn? Dạ có. Có ngay cái này có số nhỏ thôi nha. Rồi chị Diệu Sa là cũng đúng lúc căng. Ok. Chị Diệu Sa lấy xanh của anh ta lỡ nhỏ nhét vô nha. Chị cũng đúng lúc căng ok. Đuổi đuổi mới chơi đuổi nha. Ờ xanh của anh ta lỡ bánh còn không? Rồi ok. Đó, ta lỡ nó còn đủ màu không? Lấy chị đủ màu đi. Ừ. Cảm ơn chị Ái Nguyễn nha. Kêu con vô coi chị Yến, coi coi mặt hả, nó đi vô phòng hết là chiến rồi. Quậy dữ lắm chị. Đâu còn không còn. Lấy đủ màu, đủ màu beo với đủ màu ta lỗi cho chị luôn ơi, cho chị Thanh Tiền coi. Beo á. Beo số 5 đó, với lại ta lỗi số 5. Ờ. Cho anh cứ Nguyễn nhiêu ký? 55 kg hả? Ok, để em xíu. Rồi. Bộ gấu lụm anh gòn rồi ha, 50-60 kg bằng dừa. Rồi bà này xem mấy chị 75 ngàn luôn nè. 50-60 kg bằng đẹp con gấu anh gòn mới chơi quần chính thức 75 ngàn. Ok chị. Quần giải gì hơn? Quần gì chị? Quần gì chị? Anh ta nói hoài luôn. Rồi để em kiểm tra đâu cho mình nghe chị Nguyễn Nguyệt ơi. Đang mặc là tơ hoa nha chị Phạm Nguyễn ơi. Đang mặc là tơ hoa chị Phạm Nguyễn ơi, có 99 ngàn bộ rồi chị. Chặn ra đừng chặn ngang nó buồn đau.
công nhận nghe nó dễ mũi, đầu ô hết ra đường nữa. Đã lỡ xanh biển cho chị Hằng Nguyễn ok. Đang mặc là tơ hoa nha chị ơi. Trời. Ừ, bạn hiếm quá luôn, đúng rồi chị. Thấy rồi chị. Giờ mơ có nhưng mà cấp điện rồi chị Kiều Phạm ơi. Mơ cấp điện rồi chị. Bỏ trên dây 70-75 lần chị điểm tâm ơi. Bỏ 70, bỏ trên dây 70-75 chứ bằng vừa chơi mãm 10. 70 nghe mà chị. Rồi chị Ngọc Hạnh bó hộp trà nắp đen ở luôn rồi gọi. Cảm ơn chị yêu nè. Rồi sáng mưa đổ lên mấy chị ha, 65 tháng 7 lại dừa. Rồi em có màu đỏ rồi ha, màu đỏ nè, màu biển. Màu xanh của ba. Cái gì chị? Ok nè chị, bộ treo sau lưng nè. Lấy bộ này cho chị ra sao cho. Lấy hết. Không chưa. Ai. Thấy chưa? Rồi bộ đũa ta lỡ số 5 là còn có 2 bộ này hả nhở? Hả? Xanh biển này còn có 2 bộ hả? Rồi 65 tháng 7 là giờ xanh biển rồi chị Thanh Tiền ơi. Xanh biển giùm em nè. Ok chị đợi xíu. Rồi xanh biển rồi cha. Ừ. Rồi ba hộp kia gửi chưa? Ba hộp kia gửi chưa hả? Đáng kiểm tra đơn nha. Chị Ngọc Hạnh ơi, bữa là chị em thấy là ba hộp trà đen mà chị không nghe máy. Rồi bộ đỏ trên dây chị chịu theo sao luôn, ok. Đỏ còn không? Đỏ lỡ còn không? Dạ. Đỏ lỡ bánh hết luôn hả? Số 5 này còn màu gì? Đây. Đỏ hết luôn rồi mọi người ơi. Xanh biển hay chị Liêu Huyền Ngọc Mai 75.000. Ok chị Mai nè. Rồi số 5 ba lỡ hết màu luôn á nhở. Vậy là hết luôn rồi mấy chị ơi. Rồi 75.000 mà chị ơi. Bây giờ em còn màu xanh biển nè. Rồi còn cam đắt. Cam đắt luôn rồi á. Cam đắt giùm em nè. 75.000 cam đắt. Rồi cà rốt luôn rồi nghe cà rốt. Cà rốt với xanh của ba anh đó mấy chị ơi. Đẹp cực kỳ luôn nè. Rồi mấy chị nghe. Vậy nó luôn nè. Rồi chốt màu người ơi. Vậy là dồn lại 7 hộp rồi để em kiểm tra nha. Nếu mà chưa đi em sẽ dồn đơn cho mình nha chị Ngọc Hạnh ơi. Tại em thấy là không nghe máy ba hộp trà đen. Có đỏ. Chị ra xa có đỏ rồi. Chị ra xa có đỏ đó chị coi chị ra xa ơi. Rồi mấy chị gái nghe em còn xanh cô ba nè. Ok nè, cờ gót rồi chị Ngọc Mai có cờ gót nè. Rồi em còn cam đắt mọi người ơi. Đồ bò 75kg coi lại ok chị. Rồi còn cà rốt nha. Rồi xanh cô ba mấy chị ơi 75.000 nha. Tay lõi đẹp cực kỳ mọi người ha. Rồi xanh cô ba. Xanh cô ba cho Chương Hồng. Ok Chương Hồng. Rồi xanh biển đẹp cực kỳ mọi người ơi. Xanh biển siêu đẹp giùm em luôn mấy chị ha. Xanh biển quá đẹp luôn. Xanh biển cam đắt. Hết rồi.
bài chiến thôi, hết đỏ rồi, lấy công đất đi. Lấy công đất đi chị. Rồi công đất đi chị yêu ơi. Đó, bây giờ em còn có ba màu này thôi mọi người nha. Ta lỗi lắm đi chị. Rồi beo là em còn vàng, em còn hồng, em còn da. Rồi bộ beo này cũng 75.000 mọi người ha. Beo 75.000 luôn. Rồi công đất chị Nguyễn Bảo có công đất nè. Rồi 75.000 bộ mấy chị ha. Rồi mấy chị 65 xong mấy lại vừa. Màu da, màu hồng, màu vàng. Rồi 75.000 nha cả nhà mình ơi. Có điện cửa khác không Ngôn? Dạ có. Đủ bây giờ em có cửa tay cánh tiên. Tay cánh tiên quần dài, quần chấm tắt được không? Chốt lông thôi. Rồi chốt mọi người nha. Ờ quần nó nhỏ, bên bảnh bây giờ mình còn cây chấm tắt số 5 không nha. Số 5 không không? Rồi đem qua sale. Bây giờ mấy chị đợi 50 em sẽ bán tặng cho mày vậy cái này. 3 cái 149.000 nha chị ơi. 3 cái 149.000. Anh lại lấy cho em quần giấy khác ha. Beo da chị Ngọc Mai, ok chị Ngọc Mai. Beo da chị Ngọc Mai 75.000 nha mấy chị ơi. Quá rẻ luôn thiệt, cực kỳ rẻ luôn mấy chị nghe, không thể nào rẻ hơn được nữa luôn á. Mỗi lần mà em ngủ không được mấy chị nha. Là ngày sau nói vậy đó. Mà chiều giờ không bị nhiều. Lên live tự nhiên bị nhiều mà còn nghe chúng tôi chịu giải quyết dầu hết trơn rồi. Rồi lấy đủ số 5 rồi nghe quần chính tắc. Bây giờ còn số 5 không em sẽ sale tặng cho mấy chị luôn nè. Mấy bà chuẩn bị tinh thần nha. Rồi 45 đổ lên, 55, 56 lại vừa mấy chị ơi. Rồi cho mã xanh đen. Xanh đen 45, 55 cái đẹp xanh đen 75.000. Ok chị yêu. Rồi xanh đen rồi nha. Có nghe chị Phượng Kim ơi. Rồi 55, 60 ký bằng vừa nghe mấy chị ơi. Bên chị bán hàng đẹp mà còn rẻ nữa. Em cảm ơn chị Ái Nguyễn nha. Nhớ bấm thích trang là dễ trang ủng hộ em. Cảm ơn chị nhiều quá chị nha. Rồi 55, 60 ký bằng vừa mấy chị yêu nha. Rồi trái mã da 4, 55, 60 ký bằng đẹp da 4. Da 4 rồi nha. Rồi 45 đổ lên, 55, 56 là vừa nâu 3. Nâu 3 mấy chị ơi, quần dài 75.000. Rồi mấy chị gái nha, nè mấy chị chuẩn bị là bằng phím nè. Xanh đen cho chị Nguyễn Thu. Ok chị Nguyễn Thu có xanh đen. Mạng yếu quá. Nói gây tai nè. Khẩu tiên 54kg có chị ơi. Nâu ba chị Sương Hoa. Xanh đen cho chị Mỹ Kiều. Ok chị Mỹ Kiều. Rồi bây giờ mọi người ha. Còn nhiều đúng không? Gái ơi, thêm bộ vàng chốt chôn với bộ nải luôn. Chị Loan Nguyễn. Ok. Vàng beo quá không? Vàng beo chị Loan Nguyễn ok. Áo lẻ cho mẹ có nha chị ha. Rồi mấy chị ha. Bây giờ mấy bà chuẩn bị bằng phím nè. Cái bộ đũa này mọi người nha, là em hơn bán bây giờ hiện tại nha. Em còn rớt lại là số 5 không à. Mọi người nghe rõ giùm em ha. Số 5 này á thì xa từ 58kg đổ lên đó nha. 65, 67 là mấy chị bằng vừa. Quần là quần chính đắt nha mọi người nha. Quần chính đắt giùm em nè. Còn mấy cây nữa. Tặng mấy chị theo nè. Rồi mấy chị yêu nha. Bà nào chốt nhanh thì có, chậm không có nha. Là em này vừa bán vừa tặng nha mọi người nha. Vừa bán vừa tặng luôn. Rồi vừa bán vừa tặng nha mấy chị ơi, vải đẹp lắm luôn. Cái lô này về lần đầu tiên là em hơn bán 75 một bộ nha mọi người nghe em ha. Nên ngồi lỗi có nha chị Liên Lê ha. Rồi có quần ống đường không chị, quần ống đường là gì chị? Nè ha,
Rồi mọi người cho anh Hùng mua giùm em nha. Vải này thì mấy chị mua hoài, mấy chị không có cần bàn cãi được nha. Là cái lô này lô cuối cùng mọi người nha. Là em Hương sale tặng, là em có nghĩa là mình sale bỏ lô luôn rồi mọi người nha. Nên mọi người đừng phân biệt nha. Mà hiện tại em chỉ có số 5 thôi. Mọi người nghe em nha, chỉ có số 5 thôi nha, không có còn số nào nữa hết trơn. Cái lô này em về á, là sẽ có là 3, 4, 5, 6. Mọi người nghe ha. Quần ống đứng thì chị có nha. Mà bây giờ em bán sao còn gớt lại số 5 không? Nên sale tặng cho mọi người nha. Rồi trái nào chốt comment mọi người nha. 59.000. 59.000 một bộ đũa này nghe mấy chị gái nha. Là 58 đũa lên, 67 lề dừa. Cái lô này là mấy chị cực kỳ dễ mua. Cái size chính giữa nè ha. Rồi màu hồng, màu đỏ, màu vàng, màu hột gà, màu xanh biển. Rồi mấy chị ơi, màu hồng quốc còn không bộ thôi. Rồi ai lấy chốt người ha. Rồi comment giá tiền giùm em. Hồng 59 thì chị điểm tâm. Ok chị, 59.000 là em bao mấy chị luôn. Không đẹp không lấy tiền nha. Cái này em hơn về lô đầu tiên là, nói chung là cái mẫu này em hơn đã bán 5.000 bộ rồi đó. 5.000 bộ. Ừ, đẹp lắm. Rồi chị năm lên 3 bộ. Ok, bên đó màu gì màu gì này? Ờ, 3 bộ 3 màu cho chị năm lon. Tím thì chị Quý Chương có tím nè. Ok, Quý Chương. Rồi, một bộ hồng guốc với một bộ hồng. Hai bộ cho chị Nguyễn Bảo á. 59.000, quá đẹp luôn mọi người ha. Ừ. Rồi, đỏ xanh hai bộ chị Quỳnh Anh. Nó có xanh không anh ơi? Ok, đỏ với xanh cho chị Quỳnh Anh hai bộ. 59.000 một bộ người nghe mấy chị ơi, đẹp lắm. Không đẹp em không có lấy tiền mấy chị gái nha. Cái này là em sale bỏ luôn mấy chị nha. Lấy tím hết trơn. Tím hết trơn nha chị ơi, tím hết trơn rồi. Hột gà kìa nay, hột gà chị gấu nhiên nay. Ok, gấu nhiên có hột gà. Rồi 59.000 nha chị, năm lon có 3 bộ rồi. Ồ, đẹp lắm mọi người ơi. Xuất sắc mọi người nghe, 59.000. Rồi, xanh biển đỏ cho chị Nguyễn Loan, hồng rút hết trơn rồi. Rồi rồi vàng cho chị Phương, Phương luôn có vàng. Chị Xuyến em lấy 3 bộ luôn nay ơi. Ừ, hồng rút hết rồi chị ơi, còn hồng hồng giọt này không à, còn hồng giọt không. 59.000 mọi người nha. Cái này là em sale bỏ lô luôn mọi người nha, em sale bỏ mẫu luôn. Chị nào đã từng mua rồi thì đừng phân biệt nha. Rồi đúng rồi, em bị cảm, em bị cảm mà chưa tới giờ luôn chị ơi. Tại ngày mơ cúp điện vừa nghe, nói chung mọi người thấy không, em không phải là ham tiền nha mọi người nha, thật sự luôn. Theo em nghĩ em không có đói mọi người thiệt, nhưng mà lính em với chị gái nha, nó mặn ngày nào cũng ăn ngày đó mọi người nha. Em mà không bán nó không có tiền với chị nghe, mà gần tết rồi thiệt. Vàng đỏ chị Loan Nguyễn, chị năm lon có 3 màu rồi chị năm lon ơi. Rồi chị năm lon có 3 màu. Rồi hồng giọt cái chị gấu nhi có hồng giọt, 59.000. Chị bé tên lấy 3 và 2 bộ màu tối. Trời ơi, màu tối là màu gì giờ? Rồi màu vàng với là màu gà nha. Ờ, hai ngày tối nhất nè. Hồng xanh cho chị Ngọc Trần có hồng xanh. Ok, Ngọc Trần hồng với xanh. Rồi cho em lại bộ xanh hôm nay. 59.000 mọi người nên mua, em thật sự mọi người luôn. Cái 59.000 là Lâm Hương bán tặng. Lỗ nghe mấy chị nghe, cái điều thiệt. Lỗ, không có lời cho mọi người nghe, lỗ. Ừ. Hột gà cho chị, cái gì, bộ vàng cho chị Nguyễn Loan. Ok chị Nguyễn Loan. Rồi vàng với hồng lợt cho chị Nguyễn Văn luôn nay. Vàng với hồng hôm nay có hồng hết không? Ok, vàng với hồng chị Nguyễn Văn. Rồi 59.000 nha. Bộ đồ thì có 59.000. 59.000 nha cả nhà, mà nơi đẹp lắm. Rồi thả tin, thả like, share like chim em nha. Ừ. Rồi chị Trần Bích Liên cho chị Bích Liên hai bộ luôn nay ơi. Hai bộ luôn. Ừ. Rồi em còn á chị ơi, vàng đỏ hộp gà cho xanh biển bỏ nó canh ơi. Rồi ai lấy màu thì lấy đủ màu. Rồi bây giờ em còn 4 màu nha mọi người nha, có 4 màu thôi mấy chị ơi. 59.000 một bộ. Ôi ôi đẹp quá chị ơi, màu gì nữa nè. Rồi mấy chị yêu nha, không lấy vàng. Chị bé Tư không lấy vàng, đổi vàng cho chị đi nơi ơi. Chị bé Tư không lấy vàng, đổi màu khác chị bé Tư. Hột gà chị Phương luôn. Hột gà với hồng cho chị Cát Tường. Ồ, mấy chị ơi, 59.000 mà em mới bà nghe nha. Cái vải đẹp xỉu xỉu qua, xỉu lợ luôn.
mới chỉ cầm 59 ngàn miếng mua gì luôn nghe thiệt. Ừ. Đúng rồi, xong 7 ký là vừa nghe chị Cát Tường ơi. Rồi thanh mỹ lột gà vàng đỏ mọi người ơi, đẹp lắm. Em chỉ còn số 5 thôi mọi người ha. Em bỏ sỉ với chị gái nghe, mà mấy chị biết bỏ sỉ nhiêu không? Em bỏ sỉ đã giá 63 ngàn rồi đó. Em bỏ sỉ giá 63 ngàn nha mọi người nha. Mà cái này em đang sao lẻ cho mấy chị với giá 59 ngàn thôi đó. Nên mọi người nên mua. Rồi đỏ chị Gống Nhi, mua đi chị. Trời ơi, rẻ quá chị Gống Nhi ơi, lâu lâu mấy cái lô cuối cùng mọi người mấy chị ơi. Mọi người thấy gì chứ đẹp lắm nha. Đó, em bán sao còn gớt số 5 không? Quần chính đắt cho chị Cao Kim ơi. Quần chính đắt chị có độ co giãn đẹp lắm luôn. Cái này em hương về là 3, 4, 5, 6. Rồi. Rồi đỏ chị bé tôi có rồi. Chị Hằng Nguyễn với hai bộ luôn hai ơi. Hai bộ mùa nào cũng được. Thấy cái nào đẹp đẹp lắm cho chị Hằng nè. Rồi. Rồi vàng hộp gà. Rồi biển mọi người nghe đỏ mấy chị ơi. 1, 2, 5 màu. Còn 5 màu mấy chị ơi. Lụm đi mấy chị ơi, 59 ngàn thôi. Rồi, đó, chị Cúc Trần mua hàng cọc cạc mới được nha chị Cúc Trần ơi. Tại vì mình có một đơn hoàng bên em nha chị Cúc Trần như dấu thôi. Chị Thiến Bè, Xíu Mì có rồi, ta bỏ màu rồi. Cô Tư số 5 đủ màu không cô Tư? Số 5 đủ màu cho cô Tư. Ok cô Tư, quá đẹp luôn. Ê mà cô Tư, bà chọn cái này là nó sẽ bị trụng với hình kia nha. À, ok, học gà chị Nguyễn Thảo, xanh miễn chị Cát Tường, học gà chị Mến Nguyễn. Rồi, cô Tư bữa chị kêu em là lấy cái đuổi chính đất. Đuổi chính đất, ấy là đuổi quần dài sao lớn nhất, đủ màu cái gì đó. Ừ. Vàng đỏ hai bộ 67 kg chị Kiều Ngọc gửi luôn rồi. Ok chị nè. Màu gì? Màu gì vậy? Màu kia, màu hồng á. Rồi. Rồi là con tôi có thêm đủ màu phải không? Phải ok. Hộp gà cho chị Dương Ngọc có hộp gà luôn anh hai. Rồi. Em nhớ em gọi chị ngày qua ngày kia gì đó. Ừ. Lên đồ tối hả chị? Ờ. À. Rồi mới chơi 59 ngàn nha. Cái này em có đùa nữa chị. Đùa có 55 ngàn. Rồi mấy chị gái nha. Rồi 65, 67 lề dừa. Rồi học gà cho Chương Hồng. Nhận rồi đẹp nè, cảm ơn nha. Học gà với đỏ chị Trinh Thi. Anh hai học gà với đỏ mà nó còn không? Đây học gà với đỏ chị Trinh Thi. Ok Trinh Thi. Vậy thôi nghe ok. Bởi vì em mới nói sợ trùng. Cô Tư khỏi lấy rồi đó ơi. Cô Tư đó. Cô Tư hôm nãy là bữa đó gửi cho ngày qua kia. Gửi chị đủ màu bên cái quần dài rồi. Lấy sao nó trùng nữa. Rồi mấy chị ha. Rồi em còn biển nữa nè. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi có 59 ngàn một bộ người nghe. Cái này là vừa bán vừa tặng mọi người nha. Trời ơi em không có hay mấy dài còn góp này luôn mấy chị. Ê mấy dài người ta hỏi nhóc hết trơn mấy chị thiệt. Thật sự mọi người nghe hôm nay nè. Em hôn chút đơn xong mọi người nha. Là em dọn nhà. Dọn cái kho mấy chị. Dọn cái kho lại. Mấy chị ô khung đồ dữ dữ không. Có những lô đồ mấy chị hỏi em nói hết trơn mọi người nghe nó nằm trong kẹt. Nhiều lắm mọi người ơi. Ừ. Rồi mấy chị ơi, 65, 67 là vừa nha. Học gà, biển, hết gà học gà rồi. Rồi bây giờ em còn vàng đỏ biển. Vàng đỏ biển mọi người nha. Rồi 59 nè. Đúng vậy. Vậy hả? Ừ. Cho chị chín hoa hai bộ. Ok chị chín hoa. Rồi áo phát có nha chị. Bà mua size nhiêu ký? Áo phát bao la. Rồi 55, 62 ký bằng giường rồi nha. Đó, mẫu đồ đủ mới về mấy chị gái nha. Rồi đỏ đô. Đỏ đô hoa 75 ngàn. Chị Trinh Thi á. Em bấm ra rồi mà. Trinh Thi bấm rồi mà. Coi bên chị kia nãy mà có lấy không? Có cô Tư gì đó. Rồi bộ đang mặc bao nhiêu? 99 ngàn. Rồi, rồi 55, 62 cái đẹp đỏ thiêu rồi nha. Đỏ thiêu em 75 ngàn đỏ thiêu. Cái gì đây? Ủa?
55, 60 kg bằng dừa. Rồi riêu 4 chị ơi, ở đâu góc bộ riêu 4 nè. Ai à, lộn số 4. Đỏ riêu 75 ngàn chị Nguyễn Bảo. Ok, cảm ơn chị Nguyễn Bảo nè. Rồi mấy chị 65, 67 là mấy chị bằng dừa mấy chị ơi. Rồi vàng thiêu 70 ngàn. 65, 67 là dừa mấy chị ơi, vàng thiêu em 70. Bảy đủ luôn mọi người, quần chính đắc. Rồi vàng thiêu 70. Rồi vàng thiêu 70 giùm em ha. Rồi 45 đổ lên, 55, 56 là dừa. Riêu 4 người ta chốt rồi chứ ơi. Rồi, rồi comment đỏ 3. 45 đổ lên nha. 55, 56 là dừa đỏ 3 đó chơi. Đỏ 3 quần chính đắc giùm em. 59 ngàn đỏ 3. Rồi riêu 4. Riêu 4 75 là gì ta? Chị Ái Nguyễn ơi, chị mua thiêu cái gì? Bây giờ bà mua thiêu hay là mua chân? Rồi đỏ 3 chị Chính Phan, 59 ngàn. Rồi 50-60 cái bằng dừa. Ở nhỏ chị nhớ á, ngày hôm qua bữa đó cây số 3 nó về, nó đưa về một nguyên một cây màu xanh đen á, gì nhá, xanh đen á. Giờ chắc cái đầu đỏ đưa đồ thiêu á, cái đầu đồ trơn á, số 3 nhớ không? Nếu nào chắc ta có một cây, nguyên một cây có bà nói Nguyễn nói vậy á. Con nói chắc đi đâu ra cười dữ á. Rồi con đang mịn có chị ơi. Rồi đây là nhỏ ơi. Nó nào chắc đây nè. Đó ba em hết rồi người nha. Rồi đó ba hết nè. Ơi đây nè, 55-60 cái bằng dừa xanh đen 4. Xanh đen 4 người nghe, 59 ngàn. Đây mới vậy nè, nguyên một cây nè. Của chị Thủy bác gửi về em bán giùm bả mọi người ha. 55 cái bằng dừa xanh đen 3. Xanh đen 3 mọi người ơi, xanh đen 3, xanh đen 4. Rồi xanh đen 5 luôn mấy chị ơi. Này đen 5 chứ không phải là xanh đen nữa. Đen 5. Rồi lỗi rồi, xả mọi người 59 ngàn luôn người ha. Ở đâu có bộ đen rồi mấy chị ơi. Ừ ơi. Nè đen. Hai bộ bốn vô kia. Sao đang muốn gì trọng nghĩa nè. Xanh 54 chị Mến Nguyễn nè. Thấy được không mấy chị? Mấy khách nói nữa. Nói lại đi mẹ đi. Nó bao giờ luôn rồi đó. Đen 5 chị Phương Nguyên. Ok Phương Nguyên có đen 5. Rồi xanh đen 5 mấy chị ơi. Rồi đen 5 chị Chính Hoang có đen 5. Rồi mấy chị ơi xanh đen 5. Rồi xanh đen 3. Xanh đen 3. Ok xanh đen 4 chị Trinh Thi. Đuổi viền sọt cho em thêm loại. Ok. Rồi em còn xanh đen 3 mấy chị ơi. Xanh đen 3 chị Dương thì bé Tư. Ok bé Tư có xanh đen 3. Rồi xanh đen 3 mọi người nha. Xanh đen 3 giùm em nè. Rồi xanh đen 5. Xanh đen 3, xanh đen 5 mọi người ơi. Sao 59 ngàn. Đuổi nha mấy chơi. Bảy đuổi quần chính đắc giùm em ha. Ừ. Vàng 66 ký chị Anh Nguyễn nè. Ok Anh Nguyễn 70 ngàn bộ đó. Rồi đen cho chị Trần Thị Bích Liên. Ok Bích Liên nè. Bích Liên nè. Đó có đen 5 luôn nè. Ok chị. Rồi em còn xanh đen 3 mọi người ha. 45 đổ lên, 55 cái bằng dừa. Chị số 3 cho em đi. Ok Trinh Thi nè. Đổi thôi số quen rồi, số 3 bỏ số 4 rồi nha. Rồi Sài Gòn 4G mà không còn thấy mày nữa Hương ơi. Chị Thi bỏ số 4 rồi nha. Số 5 là 65 nó lại dừa đó chị Linh thấy, cho chị Thi thấy rồi. Rồi bộ này mấy chị nha. 50-60 kg bằng dừa cam. Bộ cam ống rộng quần dài. 50-60 kg bằng dừa cam ống rộng quần dài. Xem chị 70 luôn.
50 sáu một cái bằng nhựa mới chơi, ống rộng quần dài 70.000 nha. Rồi lấy chó người ha. Rồi 65 xong phải là dừa đỏ 5. 65 xong phải là dừa đỏ 5 á chị ha. Rồi cho đỏ 5, comment đỏ 5 mới chơi, đỏ 5 giùm em, 59.000 đỏ 5. Rồi xanh đen 3 nữa. Rồi xanh đen 55 kg chị Trần Hồng, cho em xuống hỏi đi chị Trần Hồng ơi. Cam thì chị điểm 5 có cam 70.000. Áo bắt lên 105.000 nha chị Đặng Thí ơi. Xanh đen 3 á, 255 kg xanh đen 3. Rồi 55, 60 kg đẹp đỏ đô 4. Xanh đen 3 chị Nguyễn Thu, bộ xanh đen 3 luôn có 59.000 nha chị ơi. Xanh đen 3 chị Nguyễn Thu nè. Rồi 55, 60 kg đẹp đỏ đô 4 người nha. Đỏ đô 4 giùm em mới chơi 59.000 đỏ đô 4. Rồi xanh đen 3 còn bộ người ha, 45 đổ lên nha. 55 cái bằng dừa 95.000. Ok chị Tiên Thí. Không, bộ cam là 60 kg nha chị ơi. Rồi ok, cảm ơn chị Chính Tha nha. Ừ. Rồi mấy chị anh đỏ đô 4 chị Khang Trương. Ok Khang Trương. Bộ đỏ 70, bộ cam 70.000. Ok chị Trọng Nghĩa. Có nè chị Yến Nguyễn ơi, chàng nào mua hàng cho số điện thoại chị không nhờ nào ơi. Ok, bộ cam của chị điểm tâm bỏ ra đây nhỏ là chị không vừa. Bộ cam nó có 60 kg đồ loại thôi à. Rồi 55, 62 cái bằng dừa người nha. Rồi bây giờ em sửa 4. 55, 62 cái bằng dừa sửa 4 người nha, 75 ngàn. 55, 62 cái đập sửa 4 người nha, 75 ngàn sửa 4 giùm em. Rồi sửa 3. 45 đổ lên á. 55 cái này vừa, sửa 3. Sửa 3 75 ngàn mấy chị ơi, sửa 3 giùm em. Có là Bình Dung có chị. Mà mua sai nhiêu. Rồi mấy chị ơi, 3 miếng nhắn thường điện thoại nha, 25 ngàn. Bình Dung tiết kem ơi. Ngày mơ Bình Dung mới về tới mà ngày mơ cúp điện, á ngon vậy đó. Ngày mơ Bình Dung về tới mà ngày mơ cúp điện nè. Rồi có mà chị. Rồi mấy chị ơi nè, đó, quần đùa nam nha, một cái 85 ngàn. Em có size từ 40 tới 100 kg bằng dừa mọi người nha. 40 tới 100 kg bằng dừa, 85 ngàn quần, quần đùa nam. Rồi mấy chị ơi, 55, 60 kg bằng dừa. Rồi bộ hồng này quần lửng nha mọi người, nghe mấy chị quần lửng ống rộng nha mấy chị, ống rộng nha nè. Rồi lấy bộ hồng này sale 65 ngàn luôn, thiêu luôn mấy chị. 55, 60 kg bằng dừa hồng thiêu. Hồng thiêu em 65 ngàn hồng thiêu. Cúp điện là em soạn sẵn rồi nha. Bây giờ á không có soạn rồi, đóng cửa kho. 65 là gì chị? Rồi bộ beo nha. 55, 60 kg bằng dừa, beo xanh 50.000. Không nghe tay mệnh ha. 55, 60 kg đẹp beo xanh 50.000 quá chị ơi, beo xanh 50. Beo xanh 50.000 nè. Rồi đã xíu lên Mịnh Nhung cho. Rồi 45, 60 kg bằng đẹp Mịnh Nhung, chị Nguyễn Nga mua size nhiêu? Nhỏ Mịnh Nhung số 4 còn nhỏ, số 3, số 4 gom qua đi nha. Rồi 45, 60 kg đẹp nha, phối beo 90.000. Phối beo 90 mọi người nha, để lộn trộn đi coi. Rồi 45, 60 kg đẹp người nha, phối beo 90.000. Bị cảm rồi, đúng rồi. Rồi manh gầu lửng nha. 50, 60 kg bằng đẹp người nha. Rồi bi đỏ giùm em 75.000. 50, 60 kg bằng đẹp người nha, bi đỏ giùm em 75.000 bi đỏ. Số 4, ok chị. Rồi 45 đổ lên mấy chá. 55 cái bằng dừa beo không ai tên mệnh mọi người nghe, 50.000. Rồi chấm mã beo mọi người nghe, beo giùm em, beo 50.000.
mới nhận đồ đẹp quá luôn, cảm ơn chị Trâm Anh Nguyễn nha, đẹp mà ghẻ nha, gần bán luôn rồi. Rồi phối mèo cho chị Thái Ngọc Chi 90 ngàn, gần bán đó mẹ, mấy chị mua được đồ, mua đồ mắc ha, mẹ vừa bán đồ ghẻ cho mọi người không, bán không lờ luôn. Rồi bộ ngố rồi nha, áo bằng lộ minh gồ, quần cô tông đẹp nha, 50-65 cái bằng nhựa có túi luôn, xe 75 ngàn, 75 ngàn rồi nha, 75 ngàn. Rồi bên ngố, ngố 75 giùm em. Trời ơi cái áo này. Rồi cái áo len mọi người nha, mấy chị áo len găng nè, 45-60 cái bằng dừa, sale có 55 ngàn mấy chị nha. Rồi lát mình nói áo len mọi người nha, len giùm em 75 ngàn, nó mua hoặc len 55 ngàn, lên 55 ngàn giùm em mấy chị ơi. Phá bèo, phá bèo. Ngó 75 ngàn cho chị chi thay ở trên thay. Ok trên thay nè. Rồi lâm trên đùi 65 cái bằng dừa 45 ngàn, lâm trên đùi mọi người nha, 65 cái lại dừa 45 ngàn. Chị nói comment với chị gái nha, sa tên đùi 45 ngàn giùm em, sa tên đùi 45. Ok. Rồi 45-60 cái bằng dừa áo tầm ý nha, quần anh gò phái xanh 75. Rồi phái xanh 90 ha, 45-60 cái là phái xanh 90. Rồi 45 ngàn chị Ngọc Trần. Ok chị Ngọc Trần. Rồi 60 đổ lên mấy chị ha, 65-67 rồi vừa sọc sữa. Sa tin mặt mát và còn mau khô nữa, đúng rồi chị, sa tin đẹp lắm. Mà sa tin nó đẹp lắm mọi người, nghe có lên sa tin nó đẹp cực kỳ luôn. Có điều nó màu đen không à, bởi vì xe xả 45 ngàn quá chị. Thôi chị mua thuốc anh nói sao anh à? Uống vô, uống vô vậy cậy nặng nặng rồi. Uống vô nó còn nặng hơn, không chịu uống thuốc nè. Rồi mấy chị ơi, cô Tông Mịnh Nhung nè, 60 đổ lên mấy cha, 65-67 là vừa sọc sữa mọi người, ngay 105 ngàn. 60 đổ lên ha, 65-67 là vừa sọc sữa, cô Tông Mịnh Nhung hàng đẹp đâu rồi nha. Rồi 105 ngàn sọc sữa giùm em. Rồi 60 đổ lên mấy chị nha, 65-67 là vừa, comment chữ đỏ, chữ đỏ mọi người nghe, chữ đỏ giùm em. Ba bộ đồ 59 số mấy vậy chị, là sao, là sao Mai Trinh? Rồi chữ đỏ mọi người ha, 60 đổ lên, 65-67 là vừa chữ đỏ. Ví dụ mấy chị mua hàng nhà em phải không, lần đầu tiên mình mua, mình để ý giùm em nè, ví dụ như mấy chị mua tơ hoa đi, mà mấy chị mua xe L mấy chị không vừa, thì lần sau mấy chị chạy vô mấy chị mua XL ha. Còn ví dụ như mọi người mua cô Tông Mịnh Nhung size số 3 mà bạn không vừa bạn ôm á, thì mình nhảy lên mua số 4. Còn bạn số 4 rộng thì mình nhảy xuống số 3 mọi người nghe, dễ can lắm. Mấy chị mua hàng thì cực kỳ dễ can luôn. Rồi cô Tông Mịnh Nhung cổ tim hả, đây nè cổ tim số 4 nè. Rồi dạ ngày mơ cấp điện chắc em hái lá xong có chị đóng gì à, chứ uống thuốc giờ chiều thấy bệnh không nhiều nha, uống thuốc sớm giờ vô thấy mệt hơn rồi. Rồi 60 đổ lên, 65-67 là vừa 12. Rồi 60 đổ lên, 65-67 là vừa 12. Rồi chắc là lấy 12, chắc 12 mọi người nha, 12 giùm em. Cô Tổng Mịnh Nhung với chị gái nha, hiện tại cổ tiên không có còn luôn. 12 chị Ngọc Trần có mã 12. 12 chị Trần Phương cho chị Trần Phương Trần Kim 12. 12 cho chị Nguyễn An 12. Ừ. Vậy hả chị? Ừ. Bởi vậy cái cảm này nó màu lâu hết lắm. Đặc biệt với sao? Tấm niêm với chị có gì?
12 nha chị Nguyễn Thảo, có 12. Rồi mấy chị ai lấy 12 chốt mọi người ha. Cổ tim em đang bật đặt mai mọi người nghe mà nó hết giải luôn. Nó hết giải luôn á chị. Bây giờ ngày mai em về đó mấy chị ha. Ngàn bộ cổ tròn. Tại cổ tim không có hàng. Rồi ai lấy comment mấy chị ơi, 12, 12 mấy chị ơi, 12. Rồi mã 12 mọi người nghe mấy chị ơi, đẹp lắm luôn. Rồi 12 chị Lo Nguyễn có 12 nè. Rồi 12 chị Lo Nguyễn ok chị ha. Ôi ơi mấy chị ơi đẹp không? Mã số 7 nè. Cổ tim. Hết giải luôn mọi người nghe thiệt luôn á. Em đặt mà nó hết giải luôn á, khổ ghê mọi người á. Rồi 60 đổ lên, 65, 67 là vừa số 7 giùm em nè. 105 ngàn bộ mấy chị ơi. Trời ơi mấy chị ha. À, quá trời luôn, bác sĩ em quá trời lấy luôn mọi người nha. Số 7 chị Phương kêu có số 7. Ok chị nè. Nên là bọn sọc sữa em ha. Rồi lấy số 7 chốt mọi người ơi, số 7 nữa chị đẹp lắm. Rồi sọc sữa nè chị. Mấy chị nha. Ôi ôi sọc sữa đẹp lắm. Có dập ly nha chị Ngọc Đèo qua nhà em thì cũng có hết trơn chị ha. Mọi người thấy cái shop á, bèo bèo nhỏ nhỏ vậy mọi người nha. Thật sự mọi người nha. Vậy đây em sợ hàng ra em muốn xỉu. Em không biết là, em không ngờ đồ nhà em nhiều tới như vậy luôn mọi người. Hiện tại em còn 15 bao hàng chưa khui nữa. Rồi sữa chị Phương Trần Kim có bộ sữa luôn. Rồi mã 8. 60 đổ lên, 65, 67 giờ mã 8. Chị nào mua mã 7 nữa ta, 12 chứ. Nguyễn An có mua hàng cho số hỏi chị ha, mã 8 nè. Tuổi tao đỏ còn bỏ mặt còn đám chị Phương Trần Kim có 8 luôn. Ok chị Phương Trần Kim. Ôi ôi bộ này cái này không chịu lý ra ngoài đây luôn. Có 75 tiếng không em có. Rồi mấy chị ơi mã 11. Ok chị Nguyễn ha. Sọc sữa còn hả? Ờ. Bánh cái này còn rồi đâu mà bánh hết chưa? Sọc sữa chị Nguyễn Thảo ok. Ok nó gọi chị Nguyễn An. Rồi mã 11 á chị ơi. 11 giùm em 105 ngàn mã 11. 11 á chị ha, 11 giùm em là đẹp á. 60 đổ lên nha, 65, 67 là giùm 11 á chị ơi, 11 giùm em. Mã 11 á chị gái nha, có 105 ngàn mấy chị ơi, 11. Rồi em còn mã 7, 11. 11 cái chị Phương Trần Kim. Ok chị. Đây mã 7 đó chị. Đây 7 nè. Để đưa cái này con nè. Rồi mã 7 siêu đẹp mọi người ha, 7. Hai ổ trà nắp xanh gỡ luôn gỡ gọi. Cảm ơn chị Nguyễn Nga. Em tối nay cũng muốn trà nắp xanh ăn đi ngủ mới được. Thật sự mọi người nói chuyện nha. Facebook mới tương tác em có khoảng 5 ngày nay. Thật sự mọi người bình thường em hôn mà like ban đêm đó. Thật sự mấy chị gái nha, em like ban đêm á. Bèo gì mấy chị gái, ít nhất luôn 300 người coi. Xe năm có chứ vậy. Mà bớt tương tác dữ lắm mọi người nghe. Bán không ra hàng luôn. Gầu ngủ không được mọi người nghe thật sự. Tại vì em bao hàng nhiều lắm mọi người nghe, hiện tại là 15 bao hàng chưa khui mọi người nghe, mấy chị biết 15 bao hàng đó là rất là nhiều đồ luôn mọi người, thật sự luôn. Rồi rồi 75 ký có này cho Phương Trần Kim, đếm lên cho chị ha. Rồi lấy mình chữ xanh. Rồi 60 đổ lên mấy chị, 65, 67 là vừa chữ xanh. Chữ xanh giùm em mọi người nha, có 105 ngàn à, đẹp lắm. Nói chung là em bao mấy chị đẹp nha. Cô Tông Mịnh Nhung mọi người nghe, thật sự mình ngồi luôn đó. Nó có lò mai giấy mỏng, lò mai giấy dày nữa mọi người nghe. Cái này em tâm sự thiệt với chị. Rồi comment mấy chị ơi, comment em chữ xanh. Cầu còn chị ơi nữa nè. Mấy chị gọi mà không hết em hương hoàn tiền luôn. Lẫn cánh tiên hả? Chị Nhiên Lê Du Ký. Rồi đặt chị gào nắm ngứa mấy nến mọi người nghe, 115 ngàn. Gọi không hết hoàn tiền. Vậy cái đó số mấy nè? Rồi số 4 rồi. Rồi mấy chị ơi chữ xanh.
chữ xanh mọi người ha. Rồi lên bông hoa ok đã xíu này. Rồi 70-75 ký còn bộ hoa đỏ đẹp cực kỳ luôn. Trời ơi đẹp xuất sắc. Rồi hoa đẹp 70-75 ký bằng nhiều hoa đẹp người nha. Đó. Rồi đùi là cái gì ta không nhớ này má chính ơi. Rồi hoa đỏ bự 70-75 ký bằng nhiều hoa đỏ bự mọi người nha. Hoa đẹp chị Phương Trần Kim có hoa đẹp nè. Rồi 105.000 một bộ người nha mấy chị ơi. Em ba mấy chị nha. Khách em ai nhận cũng đẹp hết trơn. Đặt chị gào chị Tiên thấy gọi không hết điện lại em trả tiền cho. Em ba mấy chị gọi nghe mấy chị nghe không hết gào không hết ngứa này kia ha. Quay lại trả tiền 100%. Rồi hoa đỏ bự chị Phương Trần Kim. Ok chị luôn. Vẫy đuổi hả? Rồi chị ơi chữ xanh nha, 60-65 cái hộp chữ xanh. Ha, tiếp gọi cho chị Nguyễn Nhan. Gọi không hết em hoàn tiền nha chị nha. Mấy chị chỉ cần gọi một lần thôi là mấy chị biết được cảm giác của nó liền. Nó phê mấy chị nha. Rồi kem đánh răng 39.000. Chữ xanh cho chị Tú Nguyên có chữ xanh. Ok, cảm ơn chị Tú Nguyên nha. Rồi, trời ơi chị Tiên thấy rồi, em thiệt luôn ha, con gái thiệt cô gái lớn của em ha. Cái đầu của nó mọi người nha, nó gãi đi ngứa giống bà nó mọi người nha. Cái nó gãi gãi đuôi em nó mẹ ơi sao con bị ghẻ. Trời ơi mọi người nha. Em ra em gọi một phát mà hả mấy chị nghe tới bữa nay luôn, không còn ngứa một miếng nào luôn. Mấy chị biết không, con em nó đi vô trường học á. Đợt đó bà nó quên đem theo cái miếng niệm cho nó ngủ có một ngày thôi mọi người nha. Mà cô có quên, quên nói mọi người nha, mà ngủ chung với bạn bị lây chí mọi người nha. Em gọi cũng hết luôn. Mấy chị biết không? Lây qua mấy chị nghe có một con chí thôi mà làm chứng tùm lum hết trơn. Em gọi cho con em mà cái này mọi người nha, hết chí luôn. Rồi, la xe mịn xe năm. Xe năm hả? Xe năm có hai bộ hết luôn á nhở? Đưa bộ chữ đỏ cho em coi nè. Rồi em còn chữ đỏ đẹp quá mọi người nha. 60-65 cái bằng nhiều chữ đỏ. Bởi mọi người gọi đi em cam đoan mấy chị hết sạch luôn. Không hết trả tiền mấy chị ơi bao mà. Rồi comment chữ đỏ. Số nào mình hết luôn hả nha. Ôi số nào em hết luôn rồi chị ơi. Nay chị sẽ lấy hết trơn à. 49 ký bạn số 3. 4 ký bạn số 3 nè nha. Rồi 60-65 cái bằng nhiều hoa vàng. 60-65 cái bằng nhiều hoa vàng 105.000 mấy chị ha. 60-65 cái bằng đẹp hoa vàng giùm em. Hoa vàng 105.000 hoa vàng. Rồi 60-65 cái bằng giường người nghe mấy chị ơi đẹp quá nè. Hoa vàng cho chị Phương Trần Kim. Ok chị nè. Rồi ai lấy comment đỏ thổ cẩm. Thổ cẩm có nè chị Thu Hà ơi. 60-65 cái đẹp thổ cẩm. Thổ cẩm mọi người nè. Nè hoa vàng nè. Rồi thổ cẩm mọi người nghe mấy chị ơi thổ cẩm giùm em. 60-65 cái bằng giường thổ cẩm. Quá đẹp luôn mấy chị ơi thổ cẩm nè. Mấy chị nghe nó chảy như xuống luôn rồi. Dạ chứ ngủ đi một hết trơn à. Em mà giờ bây giờ nằm ngủ hết cái này xíu hết trơn à. Bỏ ngoài 99.000. La ngựa chưa có hàng. Vậy là Trần ơi la ngựa chưa có hàng vậy. Mình mua cho cái tấm ngựa đi cho tặng la ngựa. Rồi thổ cẩm.